Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 25. Thầy ơi, sắc trời kỳ lạ thế này, chúng ta xuống núi thôi, hôm khác lại lên núi, Đinh Tuyết bặm môi. Rõ ràng tiết trời này khác thường, lúc này lựa chọn lên núi, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Cát, sợ thì cứ nói. Đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng có nhiều người như vậy, thiếu mình cậu cũng chẳng sao. Mấy cô gái vốn dĩ không ưa Đinh Tuyết, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp để mỉa mai cô. Anh, Đinh Tuyết bặm môi nhìn Đinh Dũng với vẻ khó xử. Cảm nhận được ánh mắt của em gái, Đinh Dũng khẽ cười, nhìn Lưu Diệp, thầy Lưu Diệp đã không sợ thì chúng tôi có gì mà phải sợ chứ. Sự khác thường của Lưu Diệp người khác có thể không nhận ra nhưng Đinh Dũng lại có thể nhận ra được. Theo lý mà nói, là người thầy dẫn đoàn thì cậu ta phải nghĩ cho sự an toàn của học sinh. Đằng này Lưu Diệp không những không khuyên mọi người xuống núi mà ngược lại còn cố tình kích động để học sinh lên núi. Tên này rốt cục muốn làm gì? Đinh Dũng không khỏi hiếu kỳ, dù sao cũng có Thổ Bồi ở bên nên việc bảo vệ Hàn Phương Nhiên và Đinh Tuyết cũng không khó khăn gì. Thổ Bồi cũng thấy có gì đó không ổn. Thấy Đinh Dũng nói đi, Đinh Tuyết chỉ có thể gật đầu. Được, vậy mọi người đi theo tôi, Lưu Diệp thoáng qua nét cười trên khuôn mặt, đi trước dẫn đường. Lúc này trời đã tối sầm cả lại, những đám mây đen trên trời bao quanh sườn núi. Từng tia sét màu tím xẹt lên, mang theo tiếng sấm rền trên đỉnh núi. Theo lý mà nói, trên núi nhiều cây, sau khi bị sét đánh thì rất dễ xảy ra hỏa hoạn, thế nhưng hiện giờ trên đỉnh núi lại không xuất hiện gì khác thường. Đừng nói là lửa mà đến cả chút khói cũng không có. Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới đỉnh núi, cảm giác đè nén khiến tất cả đều khó chịu. Mây đen dày đặc bao quanh đỉnh núi, từng sắc tím của tia lửa điện như những con rắn khổng lồ hiện trong lớp mây mù kia, chốc chốc lại xoẹt lên tia sáng. Dưới đỉnh núi, một cái cây cổ thụ đã chết khô vì bị sét đánh cháy. Cái cây này quá lớn, cũng phải 7-8 người ôm mới vừa. Thấy vậy, đến Đinh Dũng cũng không khỏi cau mày. Thực sự thì cảnh tượng này quá dị thường, đặc biệt mỗi lần sét xuất hiện như muốn đánh chúng và diệt đi cây cổ thụ này vậy. Trời ơi, đúng là hiện tượng kỳ bí, một nam sinh thét lên, lấy ngay máy ảnh ra lau lau và chụp. Ngay sau đó, những học sinh còn lại lần lượt lấy máy ra chụp. Duy chỉ có Lưu Diệp đứng trên đầu lúc này nhìn cái cây với vẻ mặt như ngây dại, không hề có ý định chụp ảnh. Cây cổ thụ sau khi bị sét đánh không những không chết mà ngược lại càng thể hiện sức sống mãnh liệt hơn, còn phần thân cây bị sét đánh chúng thì tạo thành một cái lỗ hổng trên đó. Luồng khí tức hủ bại và chết chóc xuất hiện, người khác có thể không nhận ra nhưng Đinh Dũng và Thổ Bồi lại rõ hơn ai hết. Cây cổ thụ này có lẽ đi theo con đường yêu tộc, đáng tiếc không thể vượt qua kiếp đầu tiên trong tam tai lục kiếp, Thổ Bồi thở dài. Vì hạn chế của loại thực vật nên chúng rất khó đi theo con đường chủng tộc để tu hành. Cây cổ thụ này chưa đến nghìn năm nhưng đã có linh tính, đáng tiếc vô đạo vô tình, không thể vượt qua được kiếp đầu tiên. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, lên tiếng, không ổn, nếu như cây này không vượt qua được kiếp đầu tiên thì làm thế nào mà thiên đạo trên trời lại giáng lôi kiếp? Mặc dù lôi kiếp chỉ là kiếp thứ hai trong tam tai lục kiếp nhưng không phải xuất hiện vô cớ. Lẽ nào, Thổ Bồi thầm nói. Mặc dù thực vật rất khó thoát khỏi gông cùm của bản thân nhưng một khi thoát được thì khả năng sinh tồn của nó rất khó tưởng tượng. Dù bề mặt trông như đã chết khô nhưng sức sống bên trong đó lại tiềm tàng mạnh mẽ. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện luồng khí tức mang theo sức sống mạnh mẽ manh nha thoát ra khỏi cái cây kia. Sinh tử đại đạo, như cây khô gặp mùa xuân, Đinh Dũng nheo mắt, quả nhiên cái cây này dù chịu lôi kiếp nhưng lại có thể ngưng kết ra sức sống mạnh mẽ. Sức sống này chính là sự sống trong sinh tử đại đạo. Hiện giờ cái cây này đại diện cho con đường sinh tử chí cao trong 3.000 đại đạo của đất trời. Có thể nói từ giây phút này trở đi, sự sống chết của nó đã không còn chịu ràng buộc của thiên đạo nữa. Nếu nó có thể ngộ được một phần trong sinh tử đại đạo thì việc giết chết Đinh Dũng cũng chỉ như giết chết một con kiến mà thôi. Cuối cùng cũng đợi được rồi, Lưu Diệp thầm nhủ, quay đầu nhìn Đinh Dũng và Thổ Bồi, nhếch miệng cười dị thường. Giây phút đó, Lưu Diệp như một con người khác, lao về phía cái cây nghìn năm kia với tốc độ cực nhanh đến Đinh Dũng cũng phải giật mình. Thổ Bồi thấy thế thì lạnh mặt, mày dám. Thổ Bồi vốn định lúc nữa mới ra tay cướp đoạt nhưng nào ngờ tên người phàm này lại ra tay trước. Thấy vậy, Đinh Dũng đột nhiên nheo mắt lại, có điều anh không di chuyển mà nhìn Lưu Diệp và Thổ Bồi người trước người sau như đang suy nghĩ gì đó.
Nói thì lâu nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh. Mặc dù tốc độ của Thổ Bồi rất nhanh nhưng Lưu Diệp lại lấn át hắn, huống hồ khoảng cách từ phía Lưu Diệp đến cái cây kia gần hơn. Lão hỏa kế, lâu rồi không thấy, Lưu Diệp áp tay vào thân cây. Lưu Diệp dứt lời, một luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện và lấy hắn làm trung tâm lan ra xung quanh, hóa thành hình vòng tròn càng lúc càng to dần khiến cho những cây cối xung quanh bị gãy rời. Trong chốc lát, gió nổi lên, đến cả mây đen trên trời cũng chịu sự tác động mà trôi dạt. Lớp áo choàng của Thổ Bồi bay phấp phới. Đằng sau lớp mặt nạ quỷ của hắn là đôi mắt đỏ ngầu, hắn cố gắng giữ cơ thể đứng vững. Nhưng những người khác lại không may mắn như vậy. Dưới sự công phá của sức mạnh kia, có những người thậm chí còn bị đánh bay ra cách đó mười mấy mét, sống chết không rõ, tiếng la hét thất thanh vang vọng tứ phía. Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng cùng Vương Siêu mặt mày thay đổi, nhưng đúng giây phút luồng sức mạnh kia lại gần, Đinh Dũng nheo mắt, vận sức từ bàn tay, tạo ra một lớp bảo vệ hình vòng cung bảo vệ mình và ba người đằng sau. Luồng sức mạnh kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sức sống mạnh mẽ thoát ra từ cái cây cổ thụ vốn đã mục nát kia. Một nhánh trong con đường sinh tử đại đạo kia cứ thế điểm vào phần trán Lưu Diệp. Rầm, sức sống mạnh mẽ lập tức thâm nhập vào trong cơ thể Lưu Diệp. Cả mảng sáng màu xanh giống như thiêu thân lao vào Lưu Diệp rồi dần biến mất. Cảnh này quá kỳ ảo khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này, Đinh Dũng nhìn Đinh Tuyết nói, không phải em muốn chụp ảnh tư liệu sao, còn ngây ra đấy làm gì? Ồ, đúng rồi ạ, nghe anh mình nói vậy, Đinh Tuyết mới phản ứng lại, vội rút máy ảnh ra bắt đầu điều chỉnh góc độ. Có điều đến Đinh Tuyết cũng không thể ngờ là clip cô ghi lại khiến cho cả nước rúng động, còn những tài liệu trong tay cô cũng trở thành bảo bối đầy sức mạnh. Đương nhiên những việc này để sau hãy bàn, lúc này sau khi luồng sức mạnh kia biến mất, Thổ Bồi gần như không hề do dự, cứ thế lao lên trước toàn vỗ vào vai Lưu Diệp. Thế nhưng Thổ Bồi còn chưa tới gần Lưu Diệp thì đột nhiên phần lưng Lưu Diệp trồi lên vài nhánh cây màu xanh lục, nhanh như chớp cứ thế quấn quanh người Thổ Bồi. Trong chốc lát, Thổ Bồi bị những nhánh cây này quấn chặt, cho dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi những cành nhánh này, ngược lại còn bị chúng bám chặt hơn. Rầm, rầm, trên bầu trời không ngừng vang lên âm thanh khác thường, ngay sau đó vài đường sáng màu tím xuất hiện trên đầu Lưu Diệp. Luồng sáng tím còn chưa đánh trúng Lưu Diệp thì đã bị ngăn cản bởi một lớp chắn vô hình, hóa thành vô số điểm sáng giống những điểm sáng màu xanh lục kia, cứ thế bị Lưu Diệp hấp thụ vào trong cơ thể. Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không hề tiến lên trước, mãi tới khi sau khi luồng điện tím kia bị tên Lưu Diệp hấp thụ vào cơ thể, Đinh Dũng mới nheo mắt thầm nhủ muốn thoát khỏi lớp vỏ cây kia. Hóa ra tên này do cây cổ thụ kia hóa thành. Đúng là thời thế loạn lạc hết cả rồi. Đinh Dũng thở dài bất lực. Toàn những thứ quỷ dị xuất hiện. Trên thực tế, anh cũng không thể ngờ nổi những thứ này lại xuất hiện trong xã hội loài người. Bỏ ra cho tôi, đúng lúc này, Thổ Bồi hét lên. Dưới lớp áo choàng đen lóe lên từng đường sáng màu đỏ quỷ dị khiến cho những nhánh cây bám trên người hắn khô héo dần, chẳng mấy chốc mà chúng đã chết sạch, hóa thành cho bay tứ phía. Giây phút những nhánh cây này hóa thành cho, cơ thể Lưu Diệp đột nhiên run rẩy, sau đó hắn kêu gào thảm thiết. Vô số cành nhánh lập tức bay ra ngoài với tốc độ nhanh nhất quấn chặt lấy Thổ Bồi. Cho dù trên người Thổ Bồi có phát ra ánh sáng đỏ và có không ít cành nhánh khô héo nhưng Lưu Diệp giống như đang liều mạng khiến cho vô số cành nhánh vươn ra, cứ thế quấn lấy Thổ Bồi khiến hắn như con nhộng nằm trong cái kén thật dày. Đợi tao dung hòa xong, tao sẽ giết mày, Lưu Diệp vừa gào thét, cơ thể vừa không ngừng giãy giụa run rẩy. Vô số cành cây từ phía Thổ Bồi vươn về phía những học sinh khác. Soạt, 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 những cành cây này chẳng khác gì con rắn độc lao vào đám học sinh và ngay sau đó có 3, 4 học sinh bị đâm vào bụng, xuyên vào lục phủ ngũ tạng. Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh vang lên, từng vệt máu xuất hiện trên những cành cây này. Những học sinh bị cành cây đâm vào người xảy ra hiện tượng khác thường, đặc biệt trong đó có một nữ sinh là ví dụ điển hình nhất. Vốn dĩ làn da cô ấy trắng nõn nà thì dần mất đi độ căng bóng, còn cơ hội sống sót gần như bị cướp mất. Mau chạy! Yêu quái, mau chạy! Giáo vụ là yêu quái, mọi người mau chạy thôi! Những học sinh còn lại mặt mày tái mét, điên cuồng chạy xuống núi, nhưng tốc độ của bọn họ sao nhanh bằng những cành cây này được? Đinh Dũng thấy thế thì cau mày, đối mặt với mười mấy cành cây đang lao tới, anh hắng giọng, giết người đoạt thọ nguyên, tàn nhẫn không có tình người, chẳng trách mà không thể vượt qua tam tai lục kiếp.
Dứt lời, hai tay Đinh Dũng đan vào nhau, một luồng kiếm ý màu xanh lục xoẹt qua, chém vào không trung. Xoẹt, đường kiếm kia để lại vết chém hẳn trong không gian, sau đó chém lên những cành cây kia khiến chúng bị đứt gãy. Không chỉ vậy, đường kiếm kia còn mang theo sức mạnh khủng khiếp khiến những cành cây này hóa thành vô số điểm sáng xanh lục giống như đàn đom đóm, bay toán loạn ra tứ phía. Thổ Bồi, tránh ra, khi đường kiếm chém xuống, Đinh Dũng thông qua hồn chú thầm nhẩm đọc. Giây phút sau đó, đường kiếm chém vào cái kén kia khiến cho những cành cây kia không thể nào né tránh, cứ thế khiến cái kén bị rạch một đường. Thổ Bồi và Đinh Dũng tâm tư tương liên, Đinh Dũng có thể thông qua hồn chú dễ dàng liên hệ với Thổ Bồi, cho dù hai người cách nhau cả hàng trăm nghìn dặm. Giây phút đường kiếm chém xuống, một bóng người xông ra khỏi chỗ bị rạch kia, không hề do dự mà cứ thế đến bên cạnh Lưu Diệp túm lấy vai cậu ta và giật mạnh. A, à, cái giật mạnh này của Thổ Bồi khiến Lưu Diệp lảo đảo, bàn tay buột khỏi thân cây. Những cành nhánh vốn dĩ vươn về phía hắn thì lúc này cũng đã nhanh chóng mất đi lực hút, cứ thế tản ra tứ phía. Lưu Diệp giống lên, làn da căng bóng ở bàn tay không còn như trước nữa. Một tên thanh niên vốn chỉ hơn 20 tuổi mà giờ lại trở thành bộ dạng của một lão già hơn cả trăm tuổi, trông tiều tụy vô cùng. Phần tóc Lưu Diệp cũng thành màu trắng, giọng nói hắn khản đặc, chỉ vào Thổ Bồi mà giống giận, tao bày ra cảnh này 10 năm rồi, đến núi Thiên Môn cũng vì giây phút này. Mọi thứ đã bị hủy hoại, tao phải lấy mạng mày. Dứt lời, Lưu Diệp xông về phía Thổ Bồi, tay hắn ta vươn dài, hóa thành cành cây như cây cổ thụ ban nãy, đâm vào ngực Thổ Bồi. Mày muốn giết tao à, Thổ Bồi lạnh giọng, quay người bóp lấy thân cây mà tay Lưu Diệp hóa thành. Chỉ một cái cây yêu tà, không đi theo con đường chính đạo, lại muốn giết ông Thổ Bồi đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời, Thổ Bồi bẻ cành cây. Chỉ nghe rắc một tiếng, cành cây kia đột nhiên bị Thổ Bồi bẻ xuống. Lưu Diệp hóa thành bộ dạng cây cối nhưng khuôn mặt vẫn còn hình ngũ quan của một con người. Có điều làn da của hắn đã sần sùi như thân cây, giọng nói ấm ức vang lên, hủy kế hoạch của tao, hủy đạo quả của tao, mày phải chết. Thổ Bồi bị Lưu Diệp ấn xuống đất, lớp áo choàng đen bị cành cây kia rạch rách, để lộ ra làn da màu đỏ máu. Lớp mặt nạ quỷ cũng bị lột ra. Sau khi thấy chân dung của Thổ Bồi, mặt Lưu Diệp biến sắc, hắn bật cười lạnh lùng, cơ thể máu. Mày còn nói tao tàn nhẫn, lẽ nào mày thì không? Hỗn xược, cút cho tao, Thổ Bồi lạnh giọng, đạp Lưu Diệp bay ra khỏi đó. Nhưng đúng lúc này, đám mây dần tản trên bầu trời đột nhiên lại kéo đến, thiên uy giáng xuống. Từng đường sáng màu tím cứ thế hiện trong đám mây đen, như ngầm nhắm vào Thổ Bồi. Hỏng rồi, Thổ Bồi tái mặt, nhìn lên trời. Kiếp vân này vốn dĩ xuất hiện để mưu sát những loại cây quái dị này, không ngờ lúc này, sau khi Thổ Bồi dùng máu của cơ thể thì thiên uy đột nhiên lại bỏ qua cây dị thường kia mà nhằm vào mình. Từng luồng khói dày đặc bốc lên, cơ thể bằng máu như bị thiên lôi khắc chế, lúc này yếu đuối như cơ thể một người thường vậy, để cho từng tia chớp đốt cháy làn da. Thổ Bồi thét lên, lảo đảo quỳ dưới đất. Thế nhưng thiên lôi không cho hắn bất cứ cơ hội phản ứng nào, lại lần nữa giáng xuống mạnh hơn cả những tia chớp trước đó. Thổ Bồi cố gắng né tránh nhưng cho dù hắn có nỗ lực thế nào cũng không có tác dụng, vẫn bị đánh bay ra khỏi đó. Thổ Bồi phun ra cả miệng máu, hắn nản chí, nhìn lên trời, nghiến răng, ông trời ti tiện, đến đi, Thổ Bồi đây chưa từng biết sợ ai. Dám bất kính với thiên đạo. Chết đi, cây yêu Lưu Diệp thấy vậy thì không hề hoang mang, nhếch miệng cười, giơ tay đập mạnh xuống đất. Từng cành nhánh từ bàn tay thô kệch của Lưu Diệp cứ thế xuyên qua mặt đất mà Thổ Bồi đang đứng, nhanh chóng bám chặt lấy hai chân Thổ Bồi, còn mây đen trên trời lúc này lại lần nữa kéo lại với nhau, từng tia chớp xé ngang bầu trời giáng xuống. Thổ Bồi biết mình yếu thế, nếu bị những tia chớp này giáng trúng thì cho dù không chết hắn cũng trọng thương. Nhưng lúc này hắn lại bị những dây cây này bám diệt. Căn bản không thể nào thoát ra được. Những tia chớp kia đang giáng xuống về phía hắn. Chủ tử, cứu tôi, Thổ Bồi hét lên. Đinh Dũng nghe vậy thì nhanh chóng di chuyển tới bên Thổ Bồi, anh gằn giọng, Hoàng Tuyền Chỉ. Hoàng Tuyền Chỉ chính là thuật pháp mạnh nhất mà Đinh Dũng có thể thi triển ở thời điểm hiện tại, là nhất chỉ duy nhất mà Đinh Dũng có thể thi triển trong thời kỳ Kim Đan. Ngay lập tức, đầu ngón tay của Đinh Dũng xuất hiện đường sáng vàng nhạt, ngay sau đó, anh ấn tay xuống đất. Luồng khí tức dị thường xuất hiện, trong bán kính 10 trượng, mọi cây cỏ hoa lá đều mất đi màu sắc và trở nên khô héo.
luồng sáng màu vàng nhạt ở đầu ngón tay Đinh Dũng càng trở nên đậm hơn, cuối cùng thì hóa thành vật chất phát ra khí tức khủng khiếp. Tan, Đinh Dũng hét lên rồi đứng phắt dậy, tay phải chỉ vào không trông. Rầm, một luồng khí tức khủng khiếp phát ra từ đầu ngón tay Đinh Dũng, tia chớp trên trời giáng xuống nhưng lại bị đứt đoạn, không thể đánh trúng thổ bồi. Sao có thể, Lưu Diệp tái mặt hét lên đầy thất vọng. Mọi thứ trước mặt khiến Lưu Diệp thẫn thờ. Mặc dù trước đó hắn cũng đoán ra được Đinh Dũng và Thổ Bồi có thể là người tu luyện võ đạo nhưng với thực lực của hắn mà đấu với vài người tu luyện võ đạo thì cũng không thành vấn đề. Nhưng nào ngờ Đinh Dũng và Thổ Bồi lại không phải là người tu luyện bình thường mà là những võ sĩ luyện khí từ thời thượng cổ. Thuật pháp mạnh quá, Thổ Bồi chỉ biết trơ mắt nhìn lên trời mà ngây ra một chỗ. Thuật pháp Hoàng Tuyền này quá mạnh. Đừng nói là hắn của hiện tại mà cho dù là ở thời kỳ hưng thịnh nhất cũng chưa từng thấy được thuật pháp mạnh thế này. Lúc này, Thổ Bồi mới có thể thở phào mà bò dậy khỏi mặt đất, mang theo lớp mặt nạ quỷ, đi tới bên Đinh Dũng. Đinh Dũng ngẩng đầu nhìn lên trời, cau mày nói, kiếp vân, được lắm, tan cho ta. Dứt lời, mặt Đinh Dũng nheo lại, Hoàng Tuyền trên trời đột nhiên di chuyển mạnh mẽ, sau đó, một âm thanh khủng khiếp vang lên khiến Hoàng Tuyền tách rời. Luồng khí thức mạnh mẽ lao vút lên trời giống như một nắm đấm vô hình đấm vào đám mây vần vũ bên trên khiến trên đó xuất hiện hõm sâu vô tận. Mây đen trên trời lập tức tản ra tứ phía. Tao không cam tâm, không cam tâm, Lưu Diệp gào thét mang theo sự phẫn nộ. Hắn cứng đờ tại chỗ, sau đó hóa thành một cái cây và chẳng còn bất cứ âm thanh gì nữa. Đinh Dũng cau mày, nhìn cái cây mà Lưu Diệp hóa thành rồi thở dài, trong lòng anh đã rõ lai lịch của Lưu Diệp. Cái cây này không biết bao nhiêu năm về trước, tới lúc gần chết khô thì không cam lòng nên không rõ nó dùng cách gì mà phân ra được một loạt nhánh cây, hóa thành hình người lưu lạc trong nhân gian, mục đích là vì để có một ngày có thể thoát khỏi lốt cây kia, thoát khỏi số mệnh trước đó. Nếu không phải gặp phải Đinh Dũng và Thổ Bồi thì có lẽ nó đã thành công rồi, đáng tiếc có lúc, vận mệnh lại kỳ diệu như vậy đấy. Bẻ chạc cây kia xuống, Đinh Dũng nghĩ một lúc rồi chỉ vào cành cây xanh biếc kia mà nói. Chạc cây này đại diện cho con đường sinh tử, là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, thay vì để nó ở đây bị người khác đem đi thì chi bằng lấy nó xuống, có lẽ sau này sẽ dùng đến. Thổ Bồi vâng lệnh, đi về phía cây cổ, bẻ cành cây kia xuống. Sau khi cành cây rời khỏi thân, cái cây cổ thụ kia lập tức tỏa ra khí tức hủ bại rất đậm, cuối cùng hóa thành cho bụi bay khắp núi Thiên Môn. Ngoài nó ra thì còn có cái cây khô mà Lưu Diệp hóa thành cũng tiêu tán. Giây phút này, núi Thiên Môn gần như có sự thay đổi, từng luồng khí tức dị tường xuất hiện. Nhưng mọi thứ lại âm thầm xuất hiện, tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả Đinh Dũng và Thổ Bồi cũng không hề nhận ra sự khác thường này. Anh, mau nhìn kìa, khi Đinh Tuyết quay phim, cô đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, điều này khiến cô cảm thấy tò mò về thế giới này và hoài nghi người anh trai của mình. Có điều, Đinh Tuyết không thể hiện ra ngoài mà chỉ hít thật sâu chỉ vào những học sinh không rõ sống chết ở phía xa mà hỏi, vừa rồi rốt cục xảy ra chuyện gì vậy anh? Đúng vậy, có chuyện gì vậy, Hàn Phương Nhiên cũng hỏi lại. Đinh Dũng nghe xong định bước đi thì đột nhiên dừng lại, nhìn hai người, hỏi, cả hai đều thấy cả rồi sao? Thực ra, anh không phải là, Đinh Dũng đang định nói thật về thân phận của mình thì đột nhiên ở phía xa vang lên tiếng còi báo động. Ngay sau đó liền nghe có người hét lớn, tất cả mọi người không được cử động, giơ hai tay lên ôm đầu. Mười mấy người của giới chức hành pháp mặc đồ đen lao tới, trong tay người nào cũng có súng, chĩa vào Đinh Dũng mà nạt, nghe thấy gì chưa hả? Tất cả mọi người giơ tay ôm đầu. Trong đó một người thanh niên trông rõ ràng khác hẳn với những người khác, rút ra một cái thẻ màu đen rồi nhanh chóng cất đi. Tôi là Trần Nam, tổ trưởng tổ hành động đặc nhiệm, tôi muốn hỏi mọi người xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không biết, Đinh Dũng lắc đầu, hai tay chắp ra sau, thản nhiên nói. Nghe vậy, Trần Nam thoáng qua vẻ tức giận trên khuôn mặt, cau mày, lạnh giọng nói, vừa rồi ở đây rõ ràng xảy ra ẩu đả, chỗ nào cũng có tàn tích của cây cối bị chặt gãy, còn có người nói thấy trên trời xuất hiện một dòng sông màu vàng, giờ cậu lại nói với tôi là không biết, tôi khuyên cậu đừng giở trò, nếu không. Đinh Dũng nhìn người này, hỏi lại, tôi nói không biết là không biết. Cậu còn có thể ra tay với tôi sao? Các cậu là người thực thi pháp luật mà dám chèn ép nhân dân, Đinh Dũng lên tiếng. Thấy Đinh Dũng không hợp tác, Trần Nam khẽ nheo mắt, chắp tay ra sau, mỉa mai, chúng tôi là người phụ trách giải quyết những việc bất thường,
nếu các cậu dám che giấu, tới lúc đó đừng trách chúng tôi không nói trước. 7. Tám người đi bên cạnh Trần Nam mặt mày tối sầm cả lại, vây quanh Đinh Dũng như thể nếu Đinh Dũng không khai ra thì bọn họ sẽ ra tay vậy. Thấy cảnh này, Thổ Bồi lập tức tiến lên trước, chặn đường Trần Nam. Đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ mang theo sự đè nén khiến Trần Nam cũng không khỏi cảm thấy chột dạ. Thế nhưng quần áo của Thổ Bồi lại bị rách trong trận đấu trước đó nên để lộ làn da màu máu, khác với da của người thường khiến Trần Nam nghi ngờ. Cậu là ai? Trần Nam nheo mắt lại nhìn làn da khác thường của Thổ Bồi mà hỏi. Thổ Bồi cau mày như cảm nhận được có gì đó không ổn, hắn vội rụt tay vào trong áo, lạnh giọng, tôi là ai mà phải báo với cậu sao? Ha ha, đúng là một tên quái dị, chẳng trách mà vừa rồi cả toán học sinh bị thương như vậy mà cậu lại không hề tổn hại gì. Xem ra mấy người mang theo bí mật gì đó rồi. Bắt bọn họ lại cho tôi, đột nhiên Trần Nam hét lớn. 7. Tám tên lập tức vây quanh Đinh Dũng, mấy tên này đều mang theo khí tức tu vi võ đạo. Đinh Dũng chỉ cần đảo mắt là đã nhận ra được thực lực của bọn họ. 7. Tám tên này đều có thực lực võ sĩ đỉnh phong, đặc biệt là Trần Nam đã đạt tới cảnh giới bán bộ đại sư. Ra tay, 7. Tám tên kia lập tức xông về phía Đinh Dũng. Những người này không hề ra tay nương tình, có lẽ bọn họ cũng đã đoán ra được Đinh Dũng không phải là người bình thường. Muốn chết, Thổ Bồi lập tức phản ứng lại, giây phút đối phương ra tay, hắn đã ra tay trước Đinh Dũng. Mặc dù Thổ Bồi vẫn luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Đinh Dũng nhưng trước đó, hắn phải lấy được sự tín nhiệm của Đinh Dũng để đảm bảo Đinh Dũng không nghi ngờ mình. Thổ Bồi không hổ là lão quái vật sống từ thời thượng cổ, những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn vừa ra tay đã có thể chặn lại được cả bốn người, đặc biệt là một tên cách hắn gần nhất, cứ thế bị hắn đánh bay ra khỏi đó. Ở một bên khác, cả bốn tên vì không tên nào bị chặn lại nên cứ thế lao về phía Đinh Dũng. Cẩn thận, Hàn Phương Nhiên vô thức thét lên. Đinh Tuyết sợ hãi, vô thức lao về phía Đinh Dũng mà hét, anh, cẩn thận đằng sau. Đinh Dũng từ đầu tới cuối không hề tỏ ra khác thường. Khi thấy Đinh Tuyết xông đến, anh bất giác cau mày, sau đó tung một đòn đánh lùi một tên trong số đó, tiếp theo là gạt chân khiến hai tên kia bay ra ngoài. Mặc dù thực lực của bọn họ đều là võ sĩ đỉnh phong nhưng so với Đinh Dũng lại không cùng đẳng cấp. Tên còn lại vừa lao tới đã bị Đinh Tuyết đẩy đi, hắn ta hắng giọng, bóp cổ Đinh Tuyết, dám cản chúng tôi xử lý, đừng cho rằng cô là con gái mà tôi thương hoa tiếc ngọc. Dứt lời, hắn ta giơ tay lướt về phía mặt Đinh Tuyết. A, Đinh Tuyết hét lên, thấy tay đối phương sắp chạm vào mặt mình, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Đinh Dũng nghe tiếng thét của em gái thì lập tức quay đầu lại nhìn, khi thấy tên kia dám đụng vào em gái, anh như có ngọn lửa cháy bừng trong lòng. Đinh Dũng lập tức lao lên trước, giáng một đấm vào mặt tên kia khiến hắn lảo đảo lùi về sau, loạng choạng một lúc rồi ngồi phịch xuống đất. Thấy cấp dưới của mình bị đánh như vậy, Trần Nam tức tối, mặt hầm hầm xông về phía Đinh Dũng. Bịch, đòn đánh nện thẳng vào sau lưng Đinh Dũng nhưng cơ thể anh vẫn không hề di chuyển, ngược lại, Trần Nam thấy thế thì tái mặt. Hắn chỉ cảm thấy mình khó mà đứng vững và phải lùi về phía sau, lục phủ ngũ tạng như nhào lộn trong người, máu tươi ọc ra khỏi miệng. Cũng không biết hắn nghĩ gì mà sau khi lùi về sau, hắn lập tức xông tới chỗ Hàn Phương Nhiên, bóp cổ cô. Mày dám, Đinh Dũng thấy thế thì lửa giận ngùn ngụt, anh nắm chặt tay, sát khí đằng đằng. Quỳ xuống cho tao, nếu không tao sẽ giết cô ta, Trần Nam nhếch miệng cười tôi độc, bóp lấy cổ Hàn Phương Nhiên mà lùi về sau nửa bước. Uy hiếp Đinh Dũng. Đinh Dũng đi về phía trước, lạnh lùng nói, không được đụng vào cô ấy, mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện. Dứt lời, uy lực của kim đan trong người Đinh Dũng không kiềm lại nữa, cứ thế phát tác khiến cả núi Thiên Môn bị bao trùm trong sự đè nén vô hình, cách đó trong phạm vi 10 dặm, tất cả sinh linh đều im phăng phắc. Nếu mày dám đến đây, tao lập tức giết cô ta, Trần Nam uy hiếp. Vậy tao cho mày toại nguyện, Đinh Dũng gằn lên. Lúc này, sát khí trên người Đinh Dũng rõ hơn bao giờ hết. Anh vốn không thích giết người nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ khác làm hại người thân của mình. Không phải mày muốn tao giết mày sao? Mày sẽ biết tao có dám hay không sớm thôi, nói rồi Đinh Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng. Mày giết tao thì giới hành pháp sẽ không tha cho mày. Mày dám tiến lên trước, tao lập tức giết cô ta, Trần Nam lại lần nữa uy hiếp. Mặt Hàn Phương Nhiên đỏ gay, thở cũng khó khăn hơn. Lúc này cô ho hắng dữ dội. Thấy cảnh này, Đinh Dũng cau mày,
anh không dám khinh suất cũng là vì với tốc độ của anh, cho dù có nhanh cũng chưa chắc có thể cứu được Hàn Phương Nhiên mà không bị tổn hại gì. Nhất định phải nghĩ cách tối ưu nhất, Ninh Dũng không hề lên tiếng mà chỉ thầm nhẩm niệm, thổ bồi, tao gây sự chú ý với hắn, mày đánh lén ở phía sau cứu người. Vâng, thổ bồi gật đầu vâng lệnh. Sao, sợ rồi à, thấy Đinh Dũng không lên tiếng, Trần Nam bật cười lạnh lùng, tao thấy mày rất quan tâm tới cô ta, không biết tao giết cô ta thì mày sẽ thế nào đây? Chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu với tao ba cái, tự hủy đi tu vi võ đạo thì tao sẽ thả cô ta. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, vẻ mặt tỏ rõ sự ấm ức nhưng đành bất lực hơi khuỵu gối, bày ra bộ dạng sắp quỳ xuống. Thấy Đinh Dũng quỳ xuống, Hàn Phương Nhiên nhòa nước mắt, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đinh Dũng làm mọi thứ cũng vì mình. Thế nhưng, Trần Nam còn chưa nói xong, Đinh Dũng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo sát khí đằng đằng, thậm chí còn không thấy rõ anh di chuyển bước chân, thoát ẩn thoát hiện tới trước mặt Trần Nam. Cả hai người đối mặt, sự lạnh lùng trong đôi mắt Đinh Dũng khiến Trần Nam bất giác lùi về sau, đồng thời lúc này bàn tay dùng lực. Đúng lúc này, Trần Nam đột nhiên run người, ngay sau đó, hắn ói ra cả miệng máu. Hắn trợn tròn mắt định bóp cổ Hàn Phương Nhiên nhưng không thể vận nổi sức. Không biết từ bao giờ thổ bồi đã xuất hiện đằng sau Trần Nam, bàn tay ấn vào sau đầu hắn, năm ngón tay như lưỡi dao sắc lẹm đâm xuyên vào sau lưng Trần Nam khiến máu tươi cứ thế chảy qua kẽ ngón tay thổ bồi. Giờ mày biết tao dám hay không chưa, Đinh Dũng giật tay Trần Nam ra, ôm Hàn Phương Nhiên vào lòng. Trần Nam cứ thế ngã ra đất, đến lúc chết hắn vẫn không biết mình chết kiểu gì. 7, 8 tên đàn em đi theo Trần Nam đến đây thấy vậy thì mặt mày tái nhợt. Đinh Dũng quay đầu nhìn bọn họ khiến tên nào tên nấy run rẩy, ngậm chặt miệng, không dám thở to, chỉ sợ Đinh Dũng ra tay với mình. Các người rốt cục là ai? Đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên liếc sang bọn họ, thản nhiên hỏi. 7, 8 tên kia nhìn nhau, trong đó một tên thở dài, bấm bụng nói tôi. Chúng tôi là đội hành động đặc nhiệm của nhà nước, chuyên phụ trách xử lý các tình huống khác thường ở các vùng, mọi việc đều do đại ca sắp xếp, không liên quan gì đến chúng tôi, tha cho chúng tôi đi mà. Tha, Đinh Dũng lắc đầu bật cười, hỏi lại, tôi tha cho các cậu thì các cậu sẽ không trả thù chứ? Câu này của Đinh Dũng khiến tất cả đều á khẩu. Chúng tôi đảm bảo không nói ra thân phận của anh, một người trong đó nghiến răng nói. Thấy cảnh chết thảm của đội trưởng. Hắn ta bưng mặt như muốn khóc đến nơi, nhưng nếu như cấp trên truy hỏi thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi còn có cha mẹ già và con nhỏ, anh tha cho tôi đi mà, nói rồi, người này hạ giọng, nước mắt sụt sùi, sau đó đến cả thổ bồi cũng không khỏi cau mày. Những người này ấy mà, vẫn nên diệt khẩu thì hơn, thổ bồi không lên tiếng, tự nói chuyện với Đinh Dũng trong lòng. Nếu các người còn dám đụng đến tôi thì đừng trách tôi vô tình. Được rồi, đi cả đi. Đinh Dũng cau mày lạnh giọng nói. Nghe vậy, cả đám người như được đại xá, vội chắp tay lại Đinh Dũng, vội vàng rời đi, còn cái xác của Trần Nam cũng chẳng ai ngó tới. Xử lý cái xác đi, Đinh Dũng nói với thổ bồi, sau đó đảo mắt nhìn hiện trường mà thở dài. Hiện giờ những học sinh bị thương và những học sinh bị cành cây đâm trúng không rõ sống chết đều được người của đội đặc chủng kia đưa đi, bớt cho Đinh Dũng nhiều rắc rối. Chúng ta xuống núi thôi. Một ngày tưởng tốt đẹp cuối cùng lại bị phá hỏng, Đinh Tuyết và Hàn Phương Nhiên nhìn nhau. Quay về nhà cũng đã hơn 4 giờ chiều, Đinh Dũng dẫn Đinh Tuyết và Vương Siêu quay về biệt thự ở Thanh Thành Sơn, chuẩn bị ra tay làm cho bọn họ món gì đó thật ngon để ăn. Vương Siêu thấy nhà Đinh Dũng đẹp như vậy thì cảm thấy tự ti. Nhà cậu ta không có điều kiện, từ bé đến giờ cậu ta chưa bao giờ thấy căn nhà nào đẹp thế này. Đinh Dũng liếc nhìn Vương Siêu, cảm thấy sự khác thường của Vương Siêu. Trong lòng anh thầm thở dài nhưng lại không thể hiện ra mặt. Hai em ở nhà đợi nhé, anh và chị ra ngoài mua ít đồ, Đinh Dũng cười, xoa đầu Đinh Tuyết. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn căn dặn cả hai thật cẩn thận, không được đi sang biệt thự khác, tránh chuốc thêm phiền phức. Trên đường đi, Đinh Dũng chợt nhận được cuộc điện thoại của Ngụy Kiến Quốc, Đinh Dũng, cậu lại gây ra họa rồi. Nửa câu đầu tiên Ngụy Kiến Quốc đã nói như vậy khiến Đinh Dũng không hiểu ông ta muốn nói gì. Mãi tới khi Ngụy Kiến Quốc nhắc tới đội đặc nhiệm anh mới phản ứng lại. Chú không nên để xảy ra xung đột với đội đặc nhiệm, thân phận của bọn họ rất đặc biệt, do cấp trên trực tiếp quản lý, đến giữ thể diện cho chúng tôi cũng không. 2.
không giữ thể diện cho các anh, dù Đinh Dũng không sợ đội đặc nhiệm nhưng vẫn bị những thế lực khác làm cho lung lay. Ngụy Kiến Quốc là người đứng đầu thành phố, là lão đại ở thành phố Kim Châu, lời của ông ta nào ai dám trái. Nhưng đội đặc nhiệm đến ông ta còn không nể mặt thì những thế lực khác có thể thấy sẽ lớn mạnh thế nào. Bọn họ chịu sự quản lý của cấp trên, và lại còn là tổ chức mới thành lập gần đây, vô cùng thần bí, cậu đụng phải bọn họ chắc chắn sẽ kéo theo không ít rắc rối. Nói tới đây, Ngụy Kiến Quốc ngừng lại một lúc rồi mới tiếp, tôi biết được thông tin mới nhất, cấp trên đã biết cậu giết đội trưởng của bọn họ nên chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối sớm thôi, cậu phải cẩn thận hơn một chút. Được, em biết rồi, Đinh Dũng gật đầu, định cúp máy thì Ngụy Kiến Quốc do dự một lát, nhưng vẫn không nói thêm gì mà chủ động cúp máy trước. Thở dài, nói với Ngụy Tiêu Tĩnh ở bên, bố vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngụy Tiêu Tĩnh nghe vậy thì bặm môi, lắc đầu nói, con biết như vậy là làm khó bố. Anh Đinh không phải quá thân thiết với chúng ta, quả thực chẳng có lý do gì mà giúp chúng ta cả. Khi nói tới đây, Ngụy Tiêu Tĩnh nhếch miệng cười khổ, chần chừ một lát rồi nắm lấy tay Ngụy Kiến Quốc mà nói, bố, con gái đi trước đây. Xin lỗi con, nhìn theo bóng Ngụy Tiêu Tĩnh, Ngụy Kiến Quốc nghiến răng bất lực. Mấy ngày trước đại thiếu gia nhà họ Vương ở Giang Nam đột nhiên dẫn người tới, nói rõ ràng muốn kết hôn với Ngụy Tiêu Tĩnh, với tính cách của Ngụy Tiêu Tĩnh sao có thể đồng ý mối hôn sự thế này. Ai ngờ tối hôm đó có cuộc điện thoại gọi đến, là cấp trên của Ngụy Kiến Quốc, nói thẳng với ông ta có người muốn bôi nhọ ông ta, bảo ông ta cẩn thận hơn, đừng để người khác nắm đằng chui, nếu không thì chức đứng đầu thành phố ông ta cũng đừng mong làm nữa. Nhà họ Vương ở Giang Nam là thế lực thế nào? Đó là gia tộc còn mạnh hơn cả nhà họ Tần thị. Ngụy Kiến Quốc thật sự có nỗi lòng mà không thể nói ra, định tìm Đinh Dũng giúp đỡ nhưng lời nói đến miệng lại chẳng thể nói ra. Vì dù sao Đinh Dũng chỉ có một mình, sao có thể là đối thủ của nhà họ Vương ở Giang Nam, cho dù cậu ta có cách, giúp hay không lại là chuyện khác. Ở một nơi khác, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã lái xe về biệt thự. Đinh Dũng không ngờ thông tin lại nhanh như vậy. Mới xảy ra buổi sáng mà đến tối người ta đã điều tra ra do anh làm. Xem ra những việc này do mấy tên kia nói ra. Có điều, Đinh Dũng cũng không sợ, kể cả đội đặc nhiệm ra tay với anh thì tới lúc đó tên nào đến, giết tên đó là được. Vừa về biệt thự Đinh Dũng đã lạnh mặt hẳn lại. Có chuyện gì vậy, thấy sắc mặt Đinh Dũng đột nhiên thay đổi, Hàn Phương Nhiên vô thức hỏi. Trong sân nhà, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày khó coi. Nhìn 7, 8 tên đang đối đầu với mình. 7, 8 tên này mặt mày khó coi, lạnh giọng nói, hai người muốn chống đối giới hành pháp phải không? Chống đối thì chúng tôi không dám, nhưng đây là nhà tôi, anh vào nhà tôi cũng phải có lời nói chứ. Hàn Thành Sơn nhìn chằm chằm 7, 8 tên này, nghiến răng nói. Chẳng có gì phải nói cả. Chúng tôi là người thi hành pháp luật, giờ chúng tôi cảnh cáo hai người lần đầu tiên, lập tức tránh ra cho chúng tôi vào trong. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí, tên đứng đầu mặc cảnh phục, nhìn Hàn Thành Sơn nói với giọng lạnh lùng. Đúng lúc này, Đinh Tuyết và Vương Siêu đi ra, thấy cảnh này thì tái mét mặt mày. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng đương nhiên không thể là chuyện gì tốt đẹp được. Ngược lại, khi mấy người này thấy Đinh Tuyết, bọn họ lập tức rút điện thoại ra đối chiếu với hình ảnh, sau đó lập tức nghiêm mặt lại, vung tay nạt bắt bọn họ lại cho tôi. Hàn Thành Sơn nghe vậy thì tái mặt. Sao có thể đồng ý được? Ông ta lập tức ra tay với mấy người này. Ai ngờ đối phương không quan tâm tới Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn, cứ thế ấn hai người bọn họ xuống. Các người muốn làm gì hả? Vương Siêu nuốt nước bọt, chắn trước mặt Đinh Tuyết. Làm gì? Trước đó các người làm gì mà còn không biết sao? Ha ha, tôi không ngờ hai đứa trẻ danh này lại có thể giết người đấy. Tên dẫn đầu lắc đầu, hai tên cấp dưới lập tức hiểu ý tiến lên ấn Vương Siêu và Đinh Tuyết xuống đất. Dùng còng tay còng bọn họ lại. Cái gì, giết người, Lâm Hồng Ngạn nghe vậy thì giật mình. Bà ta biết Đinh Tuyết là em gái Đinh Dũng nên lúc này lập tức mắng chửi, đúng là cái nhà đẻ ra toàn bọn chẳng ra làm sao. Anh cô cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không ngờ đến một cô nhóc như cô mà lại biết giết người. Nghe vậy, Đinh Tuyết đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Vương Siêu định giải thích thì Đinh Tuyết kéo cậu ta lại, là tôi làm, các người muốn thế nào. Đợi cô theo chúng tôi về thì sẽ biết, dám đụng vào người thi hành pháp luật, các người đúng là ăn tim hùm gan báo rồi đấy. Giải đi. Dứt lời, hắn ta quay người giải Đinh Tuyết và Vương Siêu đi. Chỉ cần bắt được hai người này, hai người còn lại không phải lo không bắt được. Thế nhưng đúng lúc này,
ở cửa biệt thự vang lên tiếng động cơ, ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên, thả bọn họ ra. Không ngờ các người lại chủ động nộp mạng như vậy, nghe giọng Đinh Dũng, tên dẫn đầu cười nói, sau đó hắn lập tức rút giấy tờ tùy thân được đóng dấu đỏ, liếc mắt nhìn hai người đang cầm còng tay đi về phía Đinh Dũng. Đinh Dũng, loại trời đánh, rốt cục cậu đã làm gì hả? Còn đứa em gái đen đủi của cậu, nó giết người mà còn cho nó trốn ở đây, hai người muốn hại chết chúng tôi đấy hả? Lâm Hồng Ngạn tức tối nhìn Đinh Dũng hằm hằm. Đinh Dũng tức tối ra mặt, nếu con là mẹ con sẽ im mà không nói gì nữa đâu. Hàn Phương Nhiên bặm môi không nói gì, cô cũng cảm thấy lời nói của Lâm Hồng Ngạn quá đáng. Tên dẫn đầu phía cảnh sát nóng lòng, hai người còn đợi cái gì, còn không mau còng bọn họ lại. Muốn bắt tôi à, Đinh Dũng không đợi đối phương lại gần, chủ động vung tay giật ngay lấy còng tay về rồi kéo nó biến dạng. Thấy cảnh này, hai tên kia mặt cắt không còn giọt máu, vội lùi về sau, chỉ vào Đinh Dũng mà quát, không được cử động, nếu cử động thì súng của chúng tôi cũng không có mắt đâu. Khi bọn họ đến đây cũng đã biết Đinh Dũng phạm tội gì. Xét người, và còn giết người của đội đặc nhiệm, đương nhiên không ai dám chậm trễ. Một tên tội phạm giết người như vậy mà để lọt thì không khác gì đợi quả bom hẹn giờ nổ. Dựa vào cậu mà cũng đòi cảnh cáo chúng tôi à? Tổ trưởng Dương của chúng tôi quay về rồi, tới lúc đó cậu chết chắc rồi. Còn không mau theo chúng tôi về khai báo thành thật. Tôi khai báo thì các người sẽ thả tôi sao? Đinh Dũng cười mỉa mai. Các người ở đâu thì về đấy đi, tôi không muốn ra tay. 7, 8 tên kia nghe vậy thì tức tối vô cùng. Bọn họ dù có súng theo người nhưng rất ít khi có cơ hội dùng súng. Lúc này, khi cơ hội đến, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua, thế là 7, 8 tên lập tức rút súng ra. Thấy vậy, mấy người phía Hàn Phương Nhiên sợ hãi, Đinh Dũng, hay là chúng ta đi theo họ, Hàn Phương Nhiên tái mặt, lo lắng nhìn Đinh Dũng. Mặc dù cô biết Đinh Dũng rất giỏi về thân thủ nhưng cô không cho rằng Đinh Dũng có thể tránh được đạn, đặc biệt là đứng trước cả loạt họng súng đen xì thế này. Cô càng không có nổi tự tin. Đinh Dũng, cậu đừng có hại chúng tôi, Lâm Hồng Ngạn trừng mắt với Đinh Dũng, chỉ sợ những người này tức tối lên mà bóp cò. Hàn Thành Sơn thấy vậy cũng chắp tay với mấy người kia, các vị đại ca, có gì từ từ nói, không phải các cậu muốn bắt người sao? Cứ giải đi là được, nhưng con gái tôi. Con gái ông, cô ta là một trong số những hung thủ chúng tôi cần bắt, đương nhiên phải giải đi, tên dẫn đầu hắng giọng. Đột nhiên cười tinh quái, đương nhiên, nếu như có thể, khụ khụ, nói tới đây, hắn cố ý ho hắng. Hàn Thành Sơn tối sầm mặt lại, đường lúc ông ta đang mải suy nghĩ tìm cách giải quyết thì đột nhiên ở phía xa vang lên một loạt những âm thanh quái dị, ngay sau đó một bóng người mặc áo choàng đen nhanh chóng đi tới, để lại một tàn ảnh trong không gian, khi xuất hiện trở lại, hắn đã tới trước mặt tên dẫn đoàn phía cảnh sát. Mày là ai, tên kia giật mình, vô thức lùi về sau. Thế nhưng thổ bồi sao có thể cho hắn cơ hội, cứ thế túm cổ đối phương, một tay vươn ra, bóp lấy cổ tay vừa rút ra khỏi túi quần của đối phương. Tên dẫn đầu lập tức kêu gào thảm thiết, bàn tay vừa mới chạm vào khẩu súng đã bị thổ bồi bóp gãy xương, lúc này cơn đau xé ruột xé gan không ngừng choán lấy lý trí khiến hắn kinh hãi không thôi. Không được cử động, mau bỏ xếp chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ nổ súng, tới lúc này, nhóm người giới hành pháp mới phản ứng lại. Những họng súng đen xì chĩa thẳng vào thổ bồi. Không được làm bừa, bỏ hết súng xuống cho tôi, tên dẫn đầu bị thổ bồi bóp cổ thấy vậy thì đâu còn giữ khí thế ngạo nghễ như trước nữa. Mặt mày sợ hãi, nói, đại ca, tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà. Anh em chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh, đại ca tha cho tôi một lần đi mà. Nghe vậy, thổ bồi nhìn sang Đinh Dũng thăm dò ý kiến. Cảm nhận được ánh mắt của thổ bồi, Đinh Dũng hít sâu một hơi. Gật đầu, các người có chứng cứ gì mà khẳng định là tôi giết người? Câu này của Đinh Dũng nói ra là muốn thăm dò những thành viên đội đặc nhiệm xem có khai ra anh hay không. Còn cái xác của tên đội trưởng, thổ bồi đã xử lý sạch sẽ, hiện tại chỉ còn một khả năng mà thôi. Cái này, lên núi cũng chỉ có mấy người, không phải các người làm thì còn có thể là ai? Ồ, Đinh Dũng nhướng mày, khẽ cười với tên này, vậy sao các người có thể khẳng định là tôi làm? Các người nhận định bừa như vậy mà không có chứng cứ, đúng là có quyền to thật đấy, Đinh Dũng hắng giọng, mặt mày bất bình. Thực ra phía cảnh sát cũng chỉ nghe theo lệnh cấp trên thi hành nhiệm vụ chứ không hiểu rõ sự tình, lúc này nghe Đinh Dũng nói vậy thì tên dẫn đoàn chỉ biết ho hắng,
nói cụ thể tôi không rõ, tôi chỉ phụ trách truyền đạt, các người đi theo chúng tôi thì rõ. Nghe vậy, Đinh Dũng nhìn mọi người, sau đó dừng lại ở Hàn Phương Nhiên, nhẹ nhàng nói, anh đi với bọn họ, mọi người ở nhà đợi anh. Đinh Dũng, anh, Hàn Phương Nhiên giơ tay, định nói gì lại thôi. Nhưng cô đã bị cái lắc đầu của Đinh Dũng ngắt lời. Ánh mắt tự tin mà Đinh Dũng thể hiện Hàn Phương Nhiên đừng lo. Sau đó, anh quay qua phía cảnh sát, nói thả bọn họ, tôi đi cùng các anh. Được, tên dẫn đoàn hít vào một hơi thật sâu, nheo mắt trả lời. Sếp, mệnh lệnh chúng ta nhận được là tất cả mọi người, nếu, những tên cấp dưới nghe vậy thì cau mày, có điều bọn họ còn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông kia trừng mắt, nạt im hết cho tôi nói đủ rồi là đủ rồi. Vâng, tất cả nghe vậy thì lập tức cúi đầu. Thổ Bồi, nhất định phải bảo vệ mấy người phía Phương Nhiên, Đinh Dũng nhẩm niệm, đưa mắt nhìn Thổ Bồi, có bất cứ việc gì, lập tức báo cho tao. Thổ Bồi gật đầu, không lên tiếng. Đinh Dũng đi theo mấy người phía cảnh sát rời khỏi biệt thự Thanh Thành Sơn. Cục cảnh sát nằm ở trung tâm thành phố, nhưng Đinh Dũng cảm thấy kỳ lạ vì bọn họ không đưa anh tới đây mà sau một hồi trao đổi, tên dẫn đoàn kia đưa anh tới một nơi rất kỳ lạ. Có lẽ là đi xuống đường hầm, nhưng không biết là đi mất bao xa xuống dưới, Đinh Dũng thắc mắc. Mặc dù không nhìn rõ xung quanh nhưng theo cảm giác, anh có thể thấy mình đang đi xuống phía dưới, điều này khiến Đinh Dũng phải cau mày. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đưa Đinh Dũng tới đầu hành lang, một tầng hầm rất rộng lớn, xung quanh có ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi. Trong căn phòng này chất đầy những công cụ hành hình, thậm chí còn có cả bồn lửa đang cháy rực, chốc chốc lại bốc lên mùi khó chịu. Nơi này không giống với căn phòng của giới hành pháp mà ngược lại, giống một địa lao hơn. Nghĩ vậy, Đinh Dũng nhìn tên đàn ông trước mặt, lên tiếng hỏi các người định đưa tôi tới đâu. Nể tình mày thả tao một lần. Tao đặc cách báo cho mày, dù sao thì đến đây rồi, mày cũng không thoát được đâu. Nơi này chính là chi cục mà tổ đặc nhiệm bố trí trong cục của bọn tao, trước đây nơi này chỉ để đồ linh tinh nhưng giờ đã được cải tạo thành địa lao. Đúng lúc này, ở phía trước có hai người đi tới, người đàn ông kia thấy vậy thì lập tức im bặt. Tốc độ của hai người kia rất nhanh, sau khi tới đã chặn bọn họ lại, các cậu có thể về được rồi, giao hắn cho chúng tôi. Vâng, nói rồi. Hắn ta liếc mắt sang đám đàn em của mình. Mấy tên kia hiểu ý, giao Đinh Dũng cho hai tên vừa xuất hiện. Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không hề lên tiếng, anh vẫn đang nhìn địa lao này tỉ mỉ và hai tên vừa bước ra. Tiểu tử, đi theo bọn tao, xếp bọn tao cần gặp mày, sau khi nhận Đinh Dũng, hai tên kia đẩy Đinh Dũng rồi dẫn anh xuống nơi sâu nhất. Ánh đèn trong khu địa lao mờ ảo, cả đoạn đường chỉ có thể thấy vài cánh cửa đóng chặt im lìm. À, đúng lúc này, đột nhiên có tiếng thét phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Ngay sau đó, một người đàn ông toàn thân phát ra ánh lửa xông ra, không ngừng lăn lê trên mặt đất, miệng thét lên liên hồi, còn đằng sau người này là những xiềng xích trói chặt lấy cơ thể. Âm thanh xiềng xích cọ vào mặt đất nghe thật khó chịu. Người đàn ông gầy trơ xương này có lẽ đã rất lâu rồi không thể bước đi được bình thường, tóc trên đầu cũng búi như đụn rơm. Mau dập lửa, hai người dẫn Đinh Dũng đi lập tức chạy đến. Muốn dập lửa trên người này. Nhưng ngọn lửa đã nuốt chửng người kia, quần áo trên người đều cháy sạch, đâu thể nói dập là dập ngay được, chẳng mấy chốc một mùi khét bốc lên, và theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông. Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không hề lên tiếng, anh vẫn đang nhìn người đàn ông chỉ còn da bọc xương kia, anh có thể cảm nhận được linh khí hiếm hoi từ cơ thể người này, nó giống với những dị nhân đã từng tiến hóa. Vì vậy Đinh Dũng lập tức nhận định người này là dị nhân đã từng tiến hóa. Không được rồi, không cứu được, một tên lên tiếng. Tên còn lại trầm ngâm hồi lâu, rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào người đàn ông đang gào thét kia mà bóp cò. Bằng một tiếng, tiếng thét dứt hẳn. Có chuyện gì vậy, nghe tiếng súng, lập tức có 4, 5 người xông ra. Hai tên trước đó giải Đinh Dũng thấy đồng bọn như vậy thì tối sầm cả mặt lại. Nạt các cậu còn hỏi tôi phải làm sao à? Nghe vậy, những người kia liền thay đổi sắc mặt, lập tức nhìn cái xác của đồng bọn đang cháy ngùn ngụt trên mặt đất rồi kinh ngạc nhìn sang người đàn ông chỉ còn da bọc xương đứng ở bên không hề lên tiếng mà hạ giọng hỏi, số 19, mày làm phải không? Ha ha ha, người đàn ông chỉ còn da bọc xương được gọi với cái tên số 19 bật cười quái dị. Khốn nạn, xem ra tinh thần của mày vẫn còn sung mãn lắm. Dẫn hắn ta lên phòng thực nghiệm, tiếp tục bóc tách. Người này dứt lời,
lập tức có thêm hai người nữa xông về phía người đàn ông chỉ còn da bọc xương kia. Thế nhưng hai người này còn chưa lại gần thì số 19 đột nhiên vung cánh tay, một ngọn lửa từ lưỡi người này bốc ra. Cảnh này đột nhiên khiến những người khác giật mình, đặc biệt là hai tên tiến lên để bắt người kia. Bọn họ lập tức lùi về sau, nếu như không phải hành động của bọn họ đủ nhanh thì có lẽ sẽ bị vùi vào lửa từ lâu rồi. Đáng chết, cả đám ăn hại, sao hắn có thể dùng dị thuật được, hai gã đàn ông áp giải Đinh Dũng hạ giọng, mau đi lấy phản linh đạn. Vâng, nghe vậy, lập tức có người chạy vào nơi sâu nhất. Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng hồi phục rồi, đúng lúc này, số 19 đột nhiên bật cười, bắt đầu xông về phía trước. Chỉ cần có người dám ngăn cản hắn ta thì sẽ bị một đường lửa làm cho lùi bước. Chẳng mấy chốc, số 19 đã tới trước mặt Đinh Dũng. Khi thấy Đinh Dũng, hắn ta chợt sững người, sau đó cười gian dảo, tiểu tử, chạy cùng tôi đi, nếu không cậu sẽ sống không bằng chết ở nơi này đấy. Nói rồi, số 19 không quan tâm Đinh Dũng nữa, cứ thế xông vào cửa địa lao, mặc cho những người phía sau ngăn cản, cho dù dùng cả súng cũng vô tác dụng. Ngăn hắn ta lại, quyết không để hắn chạy ra, cũng không biết là ai hét lên mà mấy người lập tức xông lên, định ngăn số 19 lại. À, đột nhiên, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, một người không kịp né tránh, bị ngọn lửa lan trúng, cả cơ thể bắt đầu bị đốt cháy. Có lẽ biết người bị ngọn lửa thiêu không thể sống nổi nên có người lập tức rút súng kết liễu mạng sống của đồng bọn với mình, cảnh này mặc dù có hơi máu lạnh nhưng trong mắt Đinh Dũng nó lại mang theo tính giải thoát. Đinh Dũng cau mày, anh đã biết nơi này là nơi thế nào rồi. Địa lao này đâu phải là nơi nhốt tội phạm mang trọng tội, rõ ràng là trung tâm thực nghiệm giết người như cỏ rác, bắt những dị nhân đã từng tiến hóa để làm thực nghiệm. Mặc dù không biết bọn họ đang làm thực nghiệm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Khi Đinh Dũng còn đang mải suy nghĩ, người đàn ông trước đó rời đi đã vội vàng chạy lại, trong tay cầm khẩu súng dài chừng nửa mét, có điều khẩu súng này lại rất khác thường. Phản linh đạn đây rồi, người kia vừa chạy vừa hét. Số 19 vốn dĩ còn đang dùng ngọn lửa mà tàn sát bừa bãi, nghe thấy vậy thì mặt chợt tái đi, cứ thế bỏ qua những người mà mình ép đến mức phải lùi về sau và lao thật nhanh về phía cửa. Thấy vậy, mấy người kia đâu quan tâm tới hắn làm gì nữa, lập tức hét lên, bắn. Vâng, người kia lập tức dừng bước, ôm luôn khẩu súng kỳ quái kia, ngắm chuẩn vào số 19 và cứ thế cho tay vào cò súng. Bằng, một viên đạn to bằng nắm tay trẻ con cứ thế được bắn ra, tốc độ mặc dù không nhanh bằng đạn thường nhưng cũng không phải tốc độ mà số 19 có thể so được. Trong chốc lát, viên đạn kia đã bắn trúng vào sau lưng số 19, thế nhưng nó lại khác với tưởng tượng của Đinh Dũng. Viên đạn to bằng nắm tay trẻ con không những không hề xuyên qua số 19 mà thậm chí còn chẳng làm hắn bị xây xước chút nào. Giây phút tiếp xúc với cơ thể của số 19, nó phát ra âm thanh vô cùng lớn và rồi nổ tung. Sau khi viên đạn nổ, xung quanh số 19 như hình thành một dải chân không. Sau khi dải chân không kia xuất hiện, linh lực trên người số 19 gần như cũng bị tản đi, lưỡi lửa trong miệng hắn cũng tắt ngúm. Bắt lấy hắn. Cũng không biết là ai hét lên mà lập tức có người xông lên. Còn tên cầm phản linh đạn trước đó lại rút ống tiêm ở túi ra, nhanh chóng đến bên số 19 đã bị kiểm soát và châm vào người hắn. Trong ống tiêm này chứa chất dịch gì đó không rõ tên, sau khi được bơm vào cơ thể số 19 thì lập tức khiến hắn lụi dần, gần như mất đi toàn bộ sinh lực, nằm dạp ra đất. Hừ, đúng là cũng biết giày xéo lắm. Lôi hắn xuống, bơm 10 ống, thấy số 19 nằm xuống. Hai tên đi cùng Đinh Dũng mới thở phào, tức tối đạp cho hắn một đạp, sau đó nói, xử lý xác hai người anh em, báo cho người ta một tiếng để lấy ít tiền trợ cấp. Vâng, bốn, năm tên còn lại lập tức gật đầu, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Còn số 19 cũng bị người ta khiêng vào nơi sâu nhất trong địa lao. Khi đi qua Đinh Dũng, số 19 vẫn cố gắng quái đầu lại cười với anh một cách ngây dại. Còn nụ cười này trong mắt Đinh Dũng lại khiến anh cảm nhận thật nhất sự tuyệt vọng của hắn. Đúng vậy, nếu cả ngày chỉ sống trong địa lao đầy u ám thế này, bị người ta kiểm soát làm vật thử nghiệm thì cảm giác mới tuyệt vọng làm sao? Đi theo chúng tôi, hai tên kia, quay sang trợn mắt với Đinh Dũng, thấy chưa hả? Nếu không nghe lời thì kết cục sẽ như vậy. Đinh Dũng không nói gì, anh phải gặp được người đứng sau tất cả, nếu không thì anh đã cho hai tên này một trận từ lâu rồi. Phần giải chân không mà viên đạn kia tạo ra đến anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng.
Xem ra mấy năm nay đất nước này đã âm thầm nghiên cứu không ít những thứ chuyên đối phó với võ sĩ luyện khí. Cái thứ được gọi với tên phản linh đạn không những có thể đối phó với dị nhân mà theo Đinh Dũng thấy thì nó còn có thể đối phó với những người chuyên luyện khí. Nên biết rằng những người chuyên luyện khí sống dựa vào linh lực, một khi mất đi linh lực, cho dù chỉ trong chốc lát cũng đủ khiến những võ sĩ luyện khí với tu vi cao như rơi xuống vực thẳm. Phản linh đạn này quả là vũ khí sát thương khủng khiếp. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không khỏi nheo mắt, có điều anh không hề thể hiện ra mặt mà cố kiềm chế việc này trong lòng. Vào đi, đúng lúc này, Đinh Dũng bị tiếng nói của hai người kia kéo về thực tại. Anh bị người ta đẩy vào một căn phòng nhỏ, mùi hương thoang thoảng thoáng qua mũi. Trong căn phòng nhỏ có một người đàn ông trung tuổi, tướng tá uy nghiêm đang ngồi trước bàn làm việc, thấy Đinh Dũng, ông ta chợt sững người, sau đó như nhớ ra điều gì nên hỏi cậu là người mới đến. Ông có ý gì, Đinh Dũng cau mày, anh căn bản không biết có chuyện gì xảy ra. Thấy vẻ mặt phân vân đó của Đinh Dũng, người đàn ông trung tuổi kia gật đầu, rồi lại một lần nữa lên tiếng, cậu chính là người giết Trần Nam. Lần này thì Đinh Dũng hiểu rồi, có điều anh không thừa nhận mà lạnh giọng nói, ông dựa vào đâu mà bảo tôi giết người. Người đàn ông kia nghe Đinh Dũng nói vậy thì cau mày, nhìn Đinh Dũng nói, không phải cậu giết Trần Nam. Không thể nào, chúng tôi không thể điều tra sai người được, nhưng chẳng mấy chốc, người đàn ông kia lại lắc đầu. Nhìn Đinh Dũng mà tối sầm mặt lại. Hồi lâu sau, đến Đinh Dũng cũng cảm thấy phiền hà, đột nhiên người đàn ông kia đứng phắt dậy, tay hóa thành bộ vuốt cào về phía ngực Đinh Dũng. Đinh Dũng bị cú đánh đột ngột này làm cho giật mình, anh vô thức lùi về sau, nhưng anh vừa né khỏi cú vồ này thì trong lòng lại chợt thẳng thốt, không ổn rồi. Ha ha ha, quả nhiên không sai, cho dù cậu có giết Trần Nam hay không thì có thể né được đòn của tôi, chứng tỏ thực lực của cậu không hề yếu. Quả nhiên, người đàn ông kia lập tức bật cười, nhìn Đinh Dũng như nhìn thứ bảo bối quý giá, chỉ cần thực lực mạnh là được, thử nghiệm tiếp theo có thể tiếp tục tiến hành. Ý ông là gì, Đinh Dũng cũng đã thầm hiểu rõ nhưng anh vẫn hỏi. Ông ta cười lạnh lùng, mỉa mai, ý gì? Lẽ nào cậu còn chưa nhận ra sao? Nơi này không phải địa lao gì cả mà là phòng thực nghiệm của đội đặc nhiệm, còn những dị nhân như cậu chính là vật thử nghiệm của chúng tôi. Ông muốn lấy tôi làm vật thí nghiệm, Đinh Dũng nói tới đây thì lén bấm ghi âm ở điện thoại. Anh muốn thoát khỏi đây không phải là khó, chỉ có cái gọi là phản linh đạn kia có thể tạo ra cho anh chút uy hiếp, nhưng Đinh Dũng có đủ tự tin. Chỉ cần không bị phản linh đạn kia bắn trúng thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng cho dù anh có thể thoát ra ngoài thì e rằng cũng sẽ bị đội đặc nhiệm vây bắt. Một mình anh thế nào cũng được nhưng những người thân của anh lại không thể như vậy được. Một khi những người này điên cuồng ra tay với những người bên cạnh anh thì quả thật rất rắc rối. Cho nên muốn vượt qua ải này cần phải làm lộ hành động của bọn họ và nói chuyện được với người chủ trì ở đây. Ha ha ha, không sai, người đàn ông kia cầm tập tài liệu lên, lật mở rồi nhìn Đinh Dũng mà nhếch miệng, cười nói, trước cậu đã có 23 vật thí nghiệm rồi, sau này số hiệu của cậu sẽ là 24. Không phải ông sợ tôi chạy sao? Tới lúc đó âm mưu của các ông sẽ bị bại lộ, các ông tính sao? Đinh Dũng rất kiên định, chắp tay ra sau nhìn ông ta và hỏi với giọng thăm dò. Nghe vậy, người đàn ông chợt sững người. Những người trước đây giống như Đinh Dũng bị bắt vào đây, đến lúc này hoặc là điên cuồng bỏ trốn, hoặc là bị dọa cho sợ mất mật, chưa bao giờ có ai lại điềm tĩnh như Đinh Dũng cả. Có điều chẳng mấy chốc mà người đàn ông trung tuổi lại bật cười, nhìn Đinh Dũng. Nói, vào địa lao của đội đặc nhiệm chúng tôi mà cậu còn muốn đi sao? Cho dù cậu ra được ngoài kia thì đã sao, đội đặc nhiệm này do nhà nước thành lập. Cậu thấy phơi bày ra thì có tác dụng gì không? Người đàn ông trung tuổi liếc Đinh Dũng, sau đó xua tay tỏ vẻ khó chịu, hét lên với người bên ngoài, lắm lời, người đâu, lôi tên này ra ngoài, bơm cho 20 ống rồi nói tiếp. Vâng, bên ngoài lập tức vang lên tiếng của hai tên. Sau đó chúng lạnh lùng đi vào. Nhìn Đinh Dũng mà lắc đầu. 20 ống, tên này rốt cục làm gì mà khiến ngục trưởng tức tối như vậy? Những tên trước kia cho dù là tên phản kháng nhiều nhất thì cùng lắm cũng chỉ bị tiêm cho 15 ống, tên này vừa vào giã bị tiêm 20 ống, e rằng không chết cũng trọng thương. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không làm như vậy đâu, Đinh Dũng không những không đi theo hai người kia mà mặc cho bọn họ lôi kéo, anh vẫn không hề di chuyển. Người đàn ông trung tuổi cảm nhận được Đinh Dũng có gì đó không ổn, bật cười lạnh lùng, có thể giết được Trần Nam thì thực lực không hề vừa, tiêm cho hắn phản linh dịch. Vâng,
hai tên đang lôi kéo Đinh Dũng lập tức rút ra một ống kim tiêm, cứ thế đâm về phía người Đinh Dũng. Thế nhưng ống tiêm chưa chạm vào da thịt anh thì đã bị anh giữ chặt lại, bóp thật mạnh. Chất lỏng trong ống tiêm cứ thế chảy ra ngoài. Mày dám phản kháng, người đàn ông trung tuổi được gọi là ngục trưởng kia biến sắc, ông ta vung tay vồ về phía Đinh Dũng. Hai, Đinh Dũng thở dài. Anh không cảm nhận thấy khí tức mang theo linh lực trên người ông ta, thế nhưng tốc độ của ông ta lại nhanh như vậy khiến Đinh Dũng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Ông ta giống như một dị nhân đang đi trên con đường tiến hóa vậy. Chẳng trách mà trước đó anh không hề cảm nhận được bất cứ linh lực nào di chuyển. Linh lực của dị nhân vốn rất ít, bọn họ sống dựa vào cơ thể sau khi đã tiến hóa, không cần dựa vào linh lực nên chỉ cần vung tay là có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Thế nhưng dị nhân so với võ sĩ luyện khí bình thường sẽ yếu hơn một chút, nguyên nhân cũng là vì con đường tiến hóa mặc dù có sự trợ giúp của một số vật chất thần bí nhưng chỉ trong một đêm mà hoàn thành tiến hóa, đương nhiên sẽ không thể cùng đẳng cấp với những võ sĩ luyện khí dựa vào thực lực bản thân. Có điều điều này cũng không thể phủ nhận sức mạnh của dị nhân. Chỉ ít thì trước những người thường, bọn họ vẫn là sự tồn tại vô địch. Hiện giờ người đàn ông trung tuổi trước mặt Đinh Dũng rất mạnh, tốc độ và sức mạnh đều vượt qua dị nhân bình thường, đòn đánh của ông ta e rằng cũng phải bằng một đòn dùng hết sức trong thời kỳ trúc cơ. Thân pháp của hai người đều rất nhạy bén, đối diện với người đàn ông trung tuổi này, Đinh Dũng không hề có ý định rút lui, ngược lại là phản công khiến ông ta phải bận chân bận tay. Bịch, đòn đánh của Đinh Dũng cứ thế giáng trúng phần bụng của ông ta. Cho dù vị trí đó có những phần cơ săn chắc như gang thép thì vẫn bị đòn đánh của Đinh Dũng làm cho lảo đảo lùi về sau. Tiểu tử, mày mạnh đấy. Nhưng tao lại thích đối thủ như vậy. Ông ta lạnh giọng, lao đi vệt máu chảy ra khóe miệng mà tiếp tục xông về phía Đinh Dũng. Vừa rồi đòn đánh của Đinh Dũng khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta như muốn lộn tùng phèo cả lên. Có điều ông ta lại không hề sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn hơn. Ông ta đã bắt được rất nhiều dị nhân. Mặc dù những dị nhân đó phần lớn đều có sức mạnh đáng sợ nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại quá kém, ví dụ như tên số 19 miệng phun ra lửa ban nãy, trông thì rất mạnh nhưng trên thực tế lại chỉ tỏ ra có tài mà thôi, chỉ một đấm của ông ta cũng đủ khiến hắn phải ngất đi rồi. Chẳng dễ gì mới xuất hiện một tên mạnh thế này, ông ta đương nhiên hưng phấn rồi. Thế nhưng chẳng mấy chốc, mặt ông ta lại nghiêm hẳn lại. Mặc dù cuộc đấu của hai người chỉ diễn ra trong 2 phút nhưng mỗi một phút trôi qua cả hai gần như đều ra tay, ông ta dần thở gấp còn Đinh Dũng lại chẳng hề có gì khác thường. Không thể nào, người đàn ông trung tuổi mặt mày khó coi, nhìn Đinh Dũng chằm chằm mà nghiến răng. Có gì mà không thể, Đinh Dũng nhếch miệng, bàn tay vung ra khiến người đàn ông kia lùi về sau, ông không phải đối thủ của tôi, còn muốn tiếp tục ra tay sao? Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi chợt sững người. Sau đó mắt ông ta hiện lên ánh nhìn tham lam, ông ta không những không trả lời Đinh Dũng mà còn phất tay hét lên, lấy phản linh đạn ra. Mặc dù mày không thể hiện ra khả năng gì đặc biệt nhưng sức chịu đựng như vậy cũng đủ để chèn ép những người khác rồi, người đàn ông trung tuổi nhìn Đinh Dũng với ánh mắt tham lam, nếu ông ta có thể hấp thu năng lực này vào cơ thể mình thì thực lực của ông ta nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, ông ta đang nói gì không biết. Rốt cục ông ta đang làm thực nghiệm gì? Nghĩ vậy, Đinh Dũng cố tình tỏ vẻ tức tối, nghiến răng, ý ông là gì? Bắt tôi tới đây rốt cục là muốn làm gì? Khả năng của tôi là gì thì liên quan gì đến ông? Quả nhiên, người đàn ông kia nghe vậy thì bật cười, miệng ông ta nhếch lên mỉa mai, một kẻ sẽ chết, nói ra cũng chẳng sao. Đợi tao thôn tính khả năng của mày thì thực lực của tao sẽ lên tầm cao mới, mày nói xem có liên quan gì đến tao? Tao đã thôn tính khả năng tiến hóa của 21 người, những dị nhân bình thường sẽ chẳng là gì với tao cả. Nói tới đây, người đàn ông trung tuổi lại nhìn Đinh Dũng, liếm liếm miệng. Lúc này, một người đàn ông mang khẩu súng với hình dạng dị thường đến, nói với người đàn ông trung tuổi, ngục trưởng, phản linh đạn đây. Người đàn ông trung tuổi tái mặt, nhận lấy phản linh đạn, nhếch miệng mỉa mai, chết đi. Dứt lời, ông ta cho tay vào cò súng. Một viên đạn to bằng nắm tay trẻ con bay về phía Đinh Dũng. Tốc độ của viên đạn vô cùng nhanh, cứ nghĩ sắp có thể thôn tính được thực lực của Đinh Dũng mà ông ta càng tỏ ra hào hứng thấy rõ. Thế nhưng tốc độ của Đinh Dũng lại chẳng vừa. Giây phút viên đạn lao tới, anh đã nhanh chóng né người, viên đạn cứ thế cắm xuống đất. Một tiếng nổ vang lên, ở nền đất hình thành một dải chân không hề mang theo linh lực. Đinh Dũng thấy dải chân không kia thì thoáng qua suy nghĩ.
anh không những không tránh xa nó mà ngược lại còn cố ý giơ tay ra. Anh muốn thử xem cái gọi là phản linh đạn rốt cục có thể gây ra ảnh hưởng thế nào với mình. Ồ, không hề có ảnh hưởng, sau khi Đinh Dũng cho tay vào giải chân không kia, anh lại ngỡ ngàng bởi nó không hề ảnh hưởng gì đến anh, chỉ là anh không cảm nhận được linh khí của thế giới bên ngoài mà thôi. Linh khí của thế giới bên ngoài vốn mờ nhạt, đối với Đinh Dũng mà nói thì có hay không có cũng chẳng có gì khác nhau. Thực lực của anh vốn có linh lực khổng lồ tích tụ trong cơ thể, còn giải chân không này chỉ có tác dụng với những dị nhân kia, đối với những người có lượng lớn linh lực trong cơ thể như anh thì gần như không hề có bất cứ tác dụng nào. Đã vậy thì chi bằng tương kế tựu kế, xem bọn họ rốt cục muốn làm gì, nghĩ vậy, Đinh Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng, nhìn người đàn ông trung tuổi, dựa vào cái này mà cũng đòi bắn tôi. Khốn nạn, thấy vũ khí của mình không có tác dụng, ông ta tức tối ra mặt. Phản linh đạn cũng chẳng còn bao nhiêu, lại chịu sự kiểm soát của cấp trên, mỗi lần chỉ có thể dùng với số lượng giới hạn. May may đấy, tao xem mày có thể thoát được mấy lần, mặc dù nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn nhếch miệng đầy tôi độc, không hề thừa nhận mình không bằng người khác. Thấy vậy, Đinh Dũng lập tức né người. Phản linh đạn này đã không có ảnh hưởng quá lớn với mình thì Đinh Dũng đương nhiên yên tâm hơn, lúc này anh cố ý để người đàn ông tấn công mình, giả bộ không thể phản kháng. Xem bọn họ rốt cục bắt những dị nhân để làm gì. Bằng, một viên đạn bay ra, lực hút khủng khiếp lan tới. Trong phạm vi bán kính nửa trượng quanh Đinh Dũng xuất hiện một hố đen, mọi sức mạnh đều không thể vận nổi, vừa vận sức mạnh đã bị kéo vào trong hố đen kia. Đinh Dũng thay đổi hẳn sắc mặt, lập tức vận chuyển kim đan trong cơ thể, đẩy linh lực trong cơ thể vào kim đan tránh cho linh lực bị hố đen kia nuốt trọn. Ha ha ha, chúng rồi. Người đàn ông trung tuổi bật cười, để khẩu súng sang bên, giơ tay ra vồ về phía Đinh Dũng. Chúng rồi, chúc mừng ngục trưởng, người kia thấy vậy thì nịnh hót ra mặt. Đinh Dũng thấy không thể phóng linh lực ra được nên cứ thế nén chặt kim đan, như vậy, cơ thể hiện tại của anh chẳng khác gì người thường cả. Thấy ngục trưởng đang vồ về phía mình, Đinh Dũng không hề né tránh, mặt tỏ vẻ ngỡ ngàng. Không thể phủ nhận diễn xuất của Đinh Dũng rất tốt. Lại thêm ngục trưởng quá kích động cũng như sự tự tin quá vì có phản linh đạn nên ông ta căn bản không quan tâm tới thái độ của Đinh Dũng. Đinh Dũng vẫn cố tỏ ra thật hơn một chút, ép cho máu chảy ra khỏi miệng. Thế nhưng ngục trưởng thấy vậy thì lên tiếng mắng chửi, ông ta quay sang nhìn cấp dưới của mình với vẻ mặt xót xa, nói, mau đưa hắn tới phòng thực nghiệm, đừng để lãng phí thời gian. Vâng, tên kia lập tức gật đầu, lôi Đinh Dũng dậy nhưng do dự một lát rồi lại nói, ngục trưởng. Thực nghiệm hôm nay sắp xếp số 14, có cần đổi ngày? Không được, tôi đã không thể đợi nổi rồi, cập lập tức truyền lệnh, hôm nay cho số 14 nghỉ một ngày, không đợi cấp dưới nói xong, ngục trưởng đã khoát tay nhìn Đinh Dũng liếm miệng. Các người bắt tôi rốt cục là muốn làm gì? Đinh Dũng ho hắng, hỏi. Lắm lời thế, tên kia biến sắc, cau mày trợn mắt với Đinh Dũng, dù gì mày vào đây rồi thì cũng không ra được đâu, nói cũng chẳng hề gì. Phòng thực nghiệm này là do nhà nước xây dựng, nghe nói ở các vùng trên cả nước đều có điều từ sau khi tao vào đây thì chưa bao giờ ra ngoài nên cũng không rõ có phải vậy không. Tên kia tự nhủ, giọng nói mang theo vẻ oán hận, mày bị bắt vào đây thì chắc cũng biết rõ dị nhân là thế nào, nói thật tao cũng là dị nhân, có điều là dị nhân biên chế. Còn những dị nhân không được biên chế như mày thì bị bắt vào làm thực nghiệm. Cụ thể là thực nghiệm gì thì tao cũng không rõ. Có điều nghe nói trước đó những dị nhân bị bắt vào đây đều bị hút cạn máu dùng để nghiên cứu nguyên lý tiến hóa, có lẽ nhà nước muốn nghiên cứu dị nhân dựa vào cái gì để tiến hóa, nói tới đây, tên kia không định nói thêm nữa, chỉ trợn mắt với Đinh Dũng. Không ai chạy ra ngoài được sao, Đinh Dũng cười khổ, lắc đầu. Anh không ngờ nhà nước lại lập ra một đội thế này và lại tàn nhẫn đến mức bắt dị nhân đi nghiên cứu. Xem ra Giang Bắc đã xuất hiện dị nhân từ lâu rồi. Chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi. Vậy cũng tốt, chứng tỏ nhà nước không ngừng nghiên cứu phương án đối phó với dị nhân, Đinh Dũng gật đầu. Anh có thể đoán ra được nhà nước làm vậy là vì muốn tìm phương án đối phó với dị nhân, vì vậy mới xuất hiện phản linh đạn, đây cũng là minh chứng cho thấy nhà nước nghiên cứu về dị nhân không phải ngày một ngày hai nữa. Có điều phương án thực nghiệm này quả thật tàn nhẫn. Đúng lúc này, Đinh Dũng bị dẫn vào nơi địa lao sâu nhất. Người kia mở cánh cửa sắt ra, đẩy anh vào rồi nói, mày tự vào đi, đợi thực nghiệm chuẩn bị xong thì sẽ có người dẫn mày vào trong. Đừng trách tao nói nhiều, mày đừng phản kháng thì có lẽ còn được sống lâu hơn một chút,
người kia lắc đầu, khóa cửa lại rồi rời đi. Địa lao này có cánh cửa được làm bằng sắt, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người ta phải sợ rồi. Cánh cửa này dày cũng phải một tấc, cho dù với thực lực của Đinh Dũng, có muốn vượt ra khỏi cánh cửa này cũng là điều không thể chứ đừng nói đến những dị nhân khác. Ê, cậu là người mới à, đúng lúc này, ở bên trong gian phòng bên cạnh vang lên giọng nói khiến Đinh Dũng giật mình. Sau khi vào đây, anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ về phòng thực nghiệm, không chú ý tới hai bên căn phòng có gì khác hay không. Tiểu tử, sao cậu lại bị bắt vào đây, người kia nói với giọng ngắc ngứ. Đinh Dũng cau mày, ngón tay khẽ gảy, đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa chiếu sáng căn phòng u tối. Ai ngờ Đinh Dũng còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ thì đã cảm nhận được một mùi tanh tưởi bốc lên. Ngay sau đó, bóng người toàn thân nhơ nhuốc tóm liền bấu víu lấy cây cột sắt mà hét lên, sáng, ánh sáng ở đâu ra vậy? Vừa nói, người kia cứ thế bới đầu tóc rối bời, để lộ ra hai con mắt vẩn đục, sau đó cứ thế làm nhảm, lâu rồi chưa thấy ánh sáng, đẹp thật. Lâu rồi ông chưa ra ngoài à, Đinh Dũng sững người, vô thức hỏi lại. Hừ, từ khi bị bắt vào đây, sau khi bị hút cạn vật chấn tiến hóa trong cơ thể, tôi vẫn luôn ở đây, không biết bao lâu rồi, nói tới đây, ông ta thở dài, lắc đầu bất lực. Trong đôi mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, đó là sự tuyệt vọng với cuộc sống. Có lẽ ông ta cũng hiểu rõ đã vào đây thì đừng mong ra ngoài. Nghe vậy, Đinh Dũng càng kiên định với suy đoán của mình hơn. Nhà nước chắc chắn phát hiện ra cách gì đó có thể lấy được vật chất tiến hóa trong cơ thể dị nhân ra ngoài nên mới không ngừng bắt người. Sau đó, Đinh Dũng nói chuyện với người này một lát thì mới biết ông ta chính là tộc trưởng của một gia tộc nhỏ ở thành phố Kim Châu. Nhiều năm trước, ông ta ăn phải loại cây cỏ tiến hóa, vốn tưởng có thể dẫn dắt gia tộc phát triển hơn nhưng ông ta còn chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị đội đặc nhiệm bắt vào đây. Ở đây, bọn họ cứ cách vài ngày lại lôi ông ta đi hút máu khiến cơ thể ông ta tiêu tủy. Lâu dần, những vật chất duy trì cho sự tiến hóa của ông ta cũng vì mất nhiều máu nên nhạt dần, mãi tới cuối cùng thì chẳng còn gì nữa. Ông là số mấy? Đinh Dũng chợt hỏi. Bọn họ gọi tôi là số 6, ông già sững người, lên tiếng, tôi là người thứ 6 bị bắt vào đây, những người trước tôi nghe nói đều đã chết rồi, còn số 5 bị nhốt ở căn phòng cuối cùng ở đầu kia. Cậu thanh niên, có thể giúp tôi một việc được không? Sau một hồi trầm tư, ông ta lại lên tiếng, tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nếu cậu có thể ra ngoài thì tới nhà tôi xem giúp tôi. Nếu có một cô gái lên là ông Xuân Nhi thì giúp tôi đưa cho cô bé. Dứt lời, ông ta bèn lấy sợi dây chuyền đã vướng bụi bẩn ra. Đinh Dũng nhận lấy, nhìn ông ta, nói, ông yên tâm, nhà họ ông hiện giờ rất tốt, năm ngoái ông Minh còn dẫn dắt nhà họ ông bước vào hàng gia tộc hạng 2 rồi. Ông Minh, cậu nói cái tên khốn khiếp lên làm gia chủ sao, ông ta nghe cái tên này xong thì lập tức kích động. Nhà họ ông là một gia tộc hạng 2 ở Kim Châu, và lại cũng là gia tộc xếp chót ở bảng hạng 2. Sao vậy, Đinh Dũng cau mày hỏi lại. Lẽ nào ông ta và tên ông Minh đó có gì đó mâu thuẫn? Đương lúc Đinh Dũng nghĩ ngợi thì ông ta nói, ông Minh chính là con cháu nhà họ ông ở hàng nhánh, khi còn trẻ là một tên khốn nạn, ngoài biết âm mưu ra thì chẳng làm nổi trò trống gì. Hắn lên làm gia chủ, lẽ nào huyết mạch chính nhà họ ông không còn nữa sao, ông ta càng nói càng kích động, tới cuối cùng thì tỏ vẻ ai oán thê lương, ông Minh lên làm gia chủ thì nhất định sẽ không tha cho hai bố con Xuân Nhi rồi. Cho dù thế nào thì cậu cũng phải tới nhà họ ông một chuyến. Nếu như bố con Xuân Nhi không còn ở đó, nói tóm lại, cậu cứ đưa dây chuyền này cho Xuân Nhi, nói tới đây, ông già ngừng lại một lát, tôi không có gì để báo đáp, chỉ có một đoạn xương. Tôi đã nghiên cứu rất lâu rồi nhưng chưa có được manh mối, giờ tôi giao nó cho cậu coi như báo đáp. Dứt lời, ông ta đột nhiên giơ tay lên, túm về phía bắp chân mình. Móng tay sắc nhọn lập tức cắm phập vào da, kể cả cách một cánh cửa thì Đinh Dũng cũng có thể thấy rõ cảnh tượng máu chảy ra lênh láng. Sau đó, chỉ thấy ông ta rút ra một đoạn xương từ ống chân, bên trên còn nhuốm đầy máu. Ông ta quăng đoạn xương đi, sau đó ngã vật ra đất. Đây là, Đinh Dũng vội lấy nửa xương đó, nhìn những hoa văn bên trên mà mặt mày nghiêm hẳn lại. Đoạn xương này chỉ to chừng nắm tay, bên trên khắc dày đặc những hoa văn giống như ký hiệu đặc thù nào đó. Thế nhưng những ký hiệu này lại không giống với ngôn ngữ hiện đại, kể cả là Đinh Dũng, tinh thông văn tự từ thời thượng cổ đến giờ cũng không hiểu nổi. Dù không nhìn rõ được văn tự bên trên nhưng giây phút thấy những văn tự này, trong đầu Đinh Dũng chỉ cảm thấy nó như là một thế giới khác vậy.
thế nhưng khi quan sát kỹ thì đoạn xương lại như quay trở về bình thường, không hề có nét gì khác biệt. Vậy tôi nhận lấy nó, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, lau vết máu trên đó, sau đó cất vào trong túi đựng đồ, nếu có ngày tôi có thể ra ngoài, tôi nhất định tới nhà họ ông giúp ông hoàn thành di nguyện. Đinh Dũng nói vậy mà không lựa chọn cứu ông ta chủ yếu là vì anh chỉ muốn thỏa hiệp với đội đặc nhiệm. Chỉ cần bọn họ không đụng đến anh thì anh sẽ không đụng tới bọn họ làm gì. Trong tình cảnh thế này, nếu cứu một người mang theo rất nhiều bí mật của bọn họ thì rõ ràng là dại dột. Đúng lúc này, cánh cửa vang lên tiếng động và bị người ta đẩy ra. Hai người mặc đồng phục đi vào, nói với Đinh Dũng, số 24, đi theo chúng tôi. Nghe vậy, ông già kia lập tức im bặt, tiếng kêu gào thảm thiết cũng cứ thế lịm đi vì sợ hai người này. Đinh Dũng khẽ cau mày nhưng không nói thêm gì, chủ động đi ra. Anh muốn xem cái gọi là phòng thực nghiệm rốt cục trông thế nào. Thấy Đinh Dũng đi ra, hai người đàn ông mặt mày vô tình, một người bên trái, một người bên phải túm lấy cánh tay Đinh Dũng, lôi anh ra ngoài. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới phía trước cửa chống trộm bằng thép, nơi này có hai người mặc đồng phục nữa. Có điều hai người này khác với những người còn lại, một người mặc bộ đồ màu trắng, trùm kín mít người, trên đầu che khăn, chỉ để lộ đôi mắt vô cảm. Lục soát, thấy Đinh Dũng bị giải tới, người đàn ông mặc đồ trắng nghiêm giọng nói. Sau đó cả hai người kia không ai trả lời gì, cứ thế lục soát trên người Đinh Dũng. Một người trong đó còn cầm thiết bị quét tia X quang quét một lượt khắp người Đinh Dũng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng không khỏi thở dài. Anh đã bỏ tất cả mọi thứ vào túi đựng đồ, lúc này trên người anh ngoài quần áo ra thì chẳng có thứ gì khác. Vào đi, sau một hồi lục soát, hai người kia mở cửa với vẻ mặt vô cảm, đẩy Đinh Dũng vào rồi vội vàng rời đi. Rõ ràng phòng thực nghiệm này đến cả những người làm ở đây cũng không có tư cách vào, rốt cục nó có bí mật gì. Đinh Dũng càng hiếu kỳ. Vừa vào trong, cửa chống trộm vang lên âm thanh khập một tiếng, rồi tự động khóa lại. Đây là một căn phòng thực nghiệm rất rộng lớn, cũng phải rộng bằng cả sân bóng đá, bên trong bầy đủ thứ thiết bị cổ quái, thậm chí còn có không ít những bình lọ cao bằng cả một con người, bên trong chất đầy những thứ dung dịch đủ màu sắc khác nhau và không biết là tiêu bản của loài gì. Mãi tới khi Đinh Dũng thấy những tiêu bản này xong thì anh mới giật mình thẳng thốt, không khỏi cau mày vì hai bình bán trong suốt ở nơi sâu nhất đựng hai tiêu bản hình người. Hai tiêu bản một nam một nữ đứng trong bình, mắt bọn họ đang mở trừng, trong đôi mắt như mang theo khát khao được giải thoát và tuyệt vọng. À, cả đám giết người, sớm muộn gì tao cũng cho chúng mày thành cho bụi, đúng lúc này ở phía trước vang lên tiếng thét thất thanh. Ngay sau đó, một người gầy chỉ còn da bọc xương, mặt còn có thêm một đường sẹo dài đang lảo đảo chạy từ trong ra, thế nhưng hắn ta chưa chạy được bao lâu đã bị hai người mặc đồ trắng phòng hộ đuổi theo. Hai người một nam một nữ đang cầm ống tiêm chạy về phía người đàn ông đang cố gắng thoát ra. Các người chết đi, đột nhiên, người đàn ông mặt sẹo đang cố gắng bỏ chạy kia quay người, trong tay đột nhiên xuất hiện con dao đen xì đâm về phía hai người đang đuổi theo mình. Hai người mặc đồ bảo hộ màu trắng gần như không thể ngờ tên này lại dám phản kháng. Đương lúc nghìn cân treo sợi tóc, người con gái mặc đồ bảo hộ trắng khựng lại, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta lại không may mắn như vậy, cứ thế bị con dao đâm vào. Đồ bảo hộ trắng không hề có tác dụng gì, con dao đâm xuyên vào bụng người này, máu tươi bắn ra xối xả. À, người đàn ông trợn mắt gào thét, Tạ Đặc, sao mày có thể dùng dị thuật? Dứt lời, hắn ta ngã ra đất, hai tay ôm bụng. Đồng bọn của hắn ta không lựa chọn chạy theo hắn mà nhanh chóng lao về phía trước. Người đàn ông mặt sẹo thấy tên kia bị thương thì lập tức di chuyển, chạy ra khỏi đó. Đương lúc bỏ chạy thì gặp phải hai người phía Đinh Dũng. Thấy cảnh này, hai tên đang áp giải Đinh Dũng lập tức lao lên, chặn đường người đàn ông mặt sẹo mà nạt, lập tức quỳ xuống, giữ hai tay ôm đầu. Nghe vậy, người đàn ông kia tái mặt nhưng không hề dừng bước mà vung con dao trong tay đâm về phía hai người này. Hai tên áp giải Đinh Dũng không phải hạng vừa, thấy con dao chìa về mình, bọn chúng không hề tỏ ra sợ hãi, cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. Người đàn ông mặt sẹo giống như con khỉ chỉ còn da bọc xương, mới đầu, dựa vào con dao sắc lẹm thì còn có thể xoay chuyển địch lại đối phương nhưng chẳng mấy chốc thể lực cạn kiệt, hắn ta thở dốc và bị hai tên kia ấn xuống đất. Lúc này, Đinh Dũng mới phát hiện ra con dao này đã đâm xuyên qua bàn tay người đàn ông mặt sẹo. Sau khi hắn ta bị bắt, người phụ nữ mặc đồ bảo hộ màu trắng mới tiêm thứ chất lỏng trong ống tiêm vào người hắn. Lôi hắn vào phòng cách ly,
Sau khi tiêm xong, người phụ nữ kia mới dặn dò đôi câu rồi nhìn sang Đinh Dũng, ánh mắt mang theo cái nhìn khác thường. Có điều cô ta không quan tâm tới Đinh Dũng mà quay người đi về phía người đàn ông cùng làm với mình đã ngã ra đất mà hỏi cậu vẫn ổn chứ? Đinh Dũng thấy hai người kia lôi người đàn ông mặt sẹo đi vào trong còn người phụ nữ mặc đồ bảo hộ màu trắng lại không để ý tới mình thì vô thức lắc đầu. Anh đi tới, nhìn người đàn ông bị thương mà nói, nếu không cầm máu thì không cứu được nữa. Nghe vậy, người phụ nữ kia cau mày nhìn Đinh Dũng rồi mới hét lên vào bên trong, người đâu, Vương bị thương rồi. Có chuyện gì thế? Mau, mau đưa cậu ta tới phòng phẫu thuật. Hai người chạy từ trong ra, thấy người đàn ông nằm trên đất máu me chảy ròng ròng, bọn họ tái mặt, vội kiêng hắn chạy đi. Không ai để ý tới Đinh Dũng, cả ba người khiêng người đàn ông lên cáng rồi vội vàng chạy vào trong. Đinh Dũng ho hắng một tiếng, thấy không ai để ý đến mình thì đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng anh dừng lại ở một giá sách. Một giá sách cao chừng bằng một người xếp đầy những tài liệu. Đinh Dũng đi tới không khỏi thầm nhủ, canh chừng ở đây đúng là quá đơn giản, lẽ nào bọn họ tự tin rằng những người bị nhốt ở đây không thể bỏ chạy. Đinh Dũng nghĩ vậy cũng không phải vô lý, anh bị người ta đưa tới nơi bí mật thế này mà vẫn có thể đi lại tự do như vậy kia mà. Trên giá sách bày đủ loại văn kiện giấy tờ, bên trong ghi toàn những con số và ký hiệu mà Đinh Dũng nhìn không hiểu, thế nhưng vẫn có một phần anh hiểu được. Hóa ra căn phòng thí nghiệm này không chỉ nghiên cứu nguyên nhân tiến hóa của dị nhân mà còn nghiên cứu làm thế nào để con người có thể tiến hóa. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra làm thế nào để người thường tiến hóa thì dị nhân sẽ không còn hiếm hoi nữa, thậm chí cả nước đều có thể là dị nhân. Lẽ nào đất nước này muốn lấy kỹ thuật này để tạo ra dị nhân, Đinh Dũng cau mày, cất văn kiện đi nhưng lại cau mày thật sâu. Nếu thật sự như vậy thì thế giới này loạn rồi, thậm chí loạn tới mức anh không dám tưởng tượng. Một khi việc này thành sự thật thì Hoa Quốc nhất định có thể trở thành bá chủ trong thời gian ngắn. Này, anh đang làm gì đấy? Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Đinh Dũng vội đặt văn bản xuống, nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Một người con gái mặc đồ bảo hộ trắng lọt vào mắt anh. Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp, để mái tóc dài màu vàng ánh kim. Không có gì, Đinh Dũng ho hắng. Cô ta đi tới, cau mày nhìn Đinh Dũng một lượt. Hỏi anh là ai? Vào đây bằng cách nào? Trên thực tế cũng không thể trách cô ta nghi ngờ vì mức độ bảo mật ở đây rất cao, lại thêm có cửa chống trộm, người thường tuyệt đối không thể lẻn vào đây. Nhưng bộ quần áo trên người Đinh Dũng và cả ngôn ngữ cử chỉ của anh không hề giống với những vật thí nghiệm ở đây khiến cô ta hoài nghi. Nghe vậy, Đinh Dũng xoa xoa cằm ái ngại, cô ta chính là người duy nhất anh thấy vẫn còn chút tình người ở nơi này. Phòng thí nghiệm của các cô đúng là bí mật. Anh lẻn vào đây à? Anh vào bằng cách nào, thấy xung quanh không có người, cô ta mới khẽ giọng nói. Khi nói những lời này, mặt cô ta thoáng qua vẻ kích động khiến Đinh Dũng cảm thấy khó hiểu. Anh to gan thật đấy, dám lẻn vào đây, cô ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm, trong ánh mắt mang theo sự hoài nghi nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã gạt đi suy nghĩ của mình, kéo Đinh Dũng mà nói, đi theo tôi. Nói rồi, cô ta cứ thế dẫn Đinh Dũng vào trong phòng thí nghiệm và tới một văn phòng. Cô đã biết tôi lẻn vào đây sao không gọi người, đi vào phòng, Đinh Dũng sững người, hỏi lại với vẻ khó hiểu, cô không sợ tôi có âm mưu gì với cô hoặc đem thông tin ở đây loan ra ngoài sao? Nghe vậy, cô gái kia hơi sững người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cô ta nhếch miệng, lắc đầu cười nói, nếu anh dám có mưu đồ gì với tôi thì tôi lập tức sẽ cho người bắt anh lại, có điều anh dám lẻn vào đây thì có lẽ không phải là người thường. Nói đi, anh lẻn vào đây rốt cục là muốn làm gì? Mặc dù cô ta vẫn nghi ngờ nhưng sự thể hiện của Đinh Dũng lại khiến cô ta không tin vào phán đoán của mình. Cô nhìn mấy cái phòng mà các cô gọi là thí nghiệm này xem, rốt cục đang làm thí nghiệm quái quỷ gì, Đinh Dũng cười, đảo mắt nhìn văn phòng độc lập này. Anh biết nơi này rất bí mật nên mới ngồi xuống chiếc ghế sofa, thản nhiên nói, không ngờ các cô lại làm ra được những thực nghiệm thảm khốc thế này. Những chuyên gia như các cô xem ra chẳng ra làm sao, toàn là những người ra vẻ đạo mạo. Nói tới đây, Đinh Dũng ngừng lại xe phản ứng của cô ta. Trên thực tế anh cũng không ngờ sự việc lại tiến triển tới mức này, có điều cô ta đã hiểu nhầm thì tương kế không bằng tựu kế, và lại anh thấy cô ta cũng có phần khác thường. Quả nhiên, nghe Đinh Dũng nói vậy, cô ta không những không tỏ vẻ châm chọc như những người khác mà lại thở dài. Cau mày, tôi cũng biết thực nghiệm rất thảm khốc nhưng chẳng còn cách nào khác, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi.
Nếu các cô không muốn làm thì có thể không làm, Đinh Dũng nhìn cô ta, lẽ nào bọn họ còn kề dao vào cổ uy hiếp các cô? Sự thật cũng gần như vậy, nào ngờ cô ta trầm giọng, cúi đầu thở dài, từ khi tôi bị bắt vào đây làm thực nghiệm đến giờ cũng đã 2 năm rồi. Cuộc sống của tôi 2 năm nay vẫn luôn loanh quanh ở đây. Tôi đã quên con gái mình trông thế nào rồi. Nghe vậy, Đinh Dũng chợt sững người, cô ta cũng bị bắt vào đây. Cô không phải là chuyên gia thực nghiệm sao? Cô cũng bị bắt vào sao? Đinh Dũng vô thức hỏi, không hề ý thức được câu hỏi của mình có phần không thỏa đáng. 2 năm trước tôi bị bắt vào đây, anh, cô gái cúi đầu, sau đó như cảm nhận được có gì đó không ổn, cô ta liền hỏi lại, tôi cũng. Anh là dị nhân bị bắt vào đây làm vật thí nghiệm. Anh dám lừa tôi, cô gái bặm môi nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Cho dù thế nào cô ta cũng không thể ngờ Đinh Dũng lại là dị nhân bị bắt vào đây làm vật thí nghiệm. Cô ta vừa nói chuyện với một vật thí nghiệm sao? Nếu những câu này bị đồn ra ngoài thì nhất định sẽ khiến ngục trưởng nổi giận. Cứ nghĩ tới hậu quả khiến ông ta nổi giận mà mặt cô ta trở tái mét cả đi. Cô ta túm cổ Đinh Dũng, nói, mọi chuyện anh đã nghe thì quên hết cho tôi, không được nhắc tới với bất cứ ai, nghe chưa hả? Bàn tay mịn màng của cô ta khiến anh có cảm giác dễ chịu lạ thường, có điều anh rất nhanh đã trấn tĩnh lại, thầm mắng bản thân không đủ tỉnh táo. Anh túm lấy tay cô ta, điềm tĩnh nói, cô yên tâm, không cần cô nói tôi cũng không nhiều lời vậy đâu. Anh, bỏ tôi ra, cô ta cau mày thét lên. Vì Đinh Dũng túm tay cô ta ấn cô ta xuống sofa nên mặc dù cơ thể hai người không chạm nhau nhưng tư thế lại hết sức nhạy cảm. Đặc biệt là cô gái với bộ mông này nở đang chĩa về phía bộ phận quan trọng của Đinh Dũng, cảnh này khiến cô ta đỏ mặt xấu hổ. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên những tiếng gõ cửa liên hồi. Tiến sĩ Trần ở trong không, vì cửa bị khóa trong nên người bên ngoài không thể vào được, nhưng có thể nghe ra giọng người bên ngoài có vẻ rất cuống. Thả tôi ra, cô gái trợn mắt với Đinh Dũng. Đinh Dũng cau mày, nhưng vẫn thả cô ta ra. Anh cũng đã tìm được hòm hòm rồi. Một số chứng cứ thu thập được anh đã ghi vào trong tay, những số liệu kia anh cũng đã nhớ trong đầu, giờ đến lúc rời khỏi đây rồi. Xuyệt, cô gái được gọi là tiến sĩ Trần đột nhiên làm động tác tay ra hiệu cho Đinh Dũng, sau đó chỉnh lại trang phục và mở cửa bước ra. Sao vậy? Cô ta cau mày cố làm ra vẻ khó chịu hỏi lại. Thấy giọng điệu khó chịu của cô ta, hai người bên ngoài vội cúi đầu cung kính, tiến sĩ Trần. Một vật thực nghiệm hôm nay bắt vào đây cô đã gặp chưa? Vật thực nghiệm, các cậu là bảo vệ phòng thực nghiệm mà lại hỏi tôi như vậy à? Nghe vậy, cô ta không hề hoang mang, mà cau mày bày ra bộ dạng nghiêm túc nhìn hai người kia, hắng giọng nói, bao nhiêu bí mật của phòng thực nghiệm, nếu để người ngoài vào đây thì ngục trưởng chắc chắn sẽ hỏi tội xuống, lúc đó các cậu không gánh nổi đâu, mau đi tìm đi. Vâng, nghe vậy, hai tên kia không dám chậm trễ. Sau khi hai người này rời đi, tiến sĩ Trần mới thở phào, mở cửa văn phòng. Thấy Đinh Dũng đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, cô ta nổi cơn tam bành, anh còn không mau đi, nơi này anh vào rồi thì đừng mong đi khỏi, muốn sống yên ổn thì ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Cô muốn rời khỏi đây không? Đinh Dũng nheo mắt hỏi. Thấy cô ta không phải có ý xấu, đặc biệt chỉ qua vài câu nói vừa rồi của cô ta trong tình cảnh này cũng đủ khiến Đinh Dũng cảm khái cho nên anh mới nói thêm một câu. Ý anh là gì? Tiến sĩ Trần sững người, có vẻ không hiểu ý Đinh Dũng nhưng cô ta vẫn bĩu môi, anh đừng có nghĩ linh tinh, người vào đây rồi thì tôi chưa thấy ai có thể thoát ra ngoài đâu. Cô chịu theo số phận vậy sao? Nói tới đây, tiến sĩ Trần lại thở dài. Gần như ý thức được cảnh ngộ của mình, tiến sĩ Trần tỏ vẻ bất lực, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta mang theo vẻ đau thương khiến người ta nhìn mà không khỏi cảm thấy xót xa. Đinh Dũng ho hắng một tiếng. Cười nói, nếu không phải vài câu nói từ tận tâm can vừa rồi của cô thì tôi cũng sẽ không đưa cô cùng rời khỏi đây đâu. Muốn đi thì đi theo tôi, Đinh Dũng nhếch miệng cười sau đó vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Tiến sĩ Trần há hốc miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nhìn dáng vẻ kiên định của Đinh Dũng rồi nghiến răng. Cũng không biết cô ta lấy đâu ra dũng khí mà tin Đinh Dũng, nhanh chóng bước theo anh. Mở cửa chống trộm, khuôn mặt Đinh Dũng nghiêm hẳn lại. Nhanh chóng di chuyển ra ngoài theo trí nhớ. Thấy Đinh Dũng đi nhanh như vậy, tiến sĩ Trần vừa đi được vài bước lại do dự. Cô ta lắc đầu, định quay lại thì đột nhiên vang lên tiếng hét ở cách đó không xa, hắn ở kia, bắt hắn lại. Dứt lời, có hai tên xông lên, chính là hai tên đã áp giải Đinh Dũng ban nãy.
Lúc này mặt tên nào tên nấy khó coi. Thấy Đinh Dũng không nói gì, bọn chúng rút gậy ở lưng ra đuổi theo hô hoán. A, à, cẩn thận, tiến sĩ Trần hét lên trong vô thức. Trước khi cô ta lên tiếng, Đinh Dũng đã quay người nhìn hai tên kia, nhếch miệng cười. Khi hai tên kia vung gậy ra, anh đã nhanh chóng di chuyển né đòn đánh của chúng, sau đó tung ra đòn đánh lại chúng vào ngực một tên khiến hắn bay ra khỏi đó, va vào những thiết bị ở cách đó khá xa khiến những thiết bị này rơi xuống đất. Tên kia bị ngã như vậy thì máu chảy ròng ròng ra đất. Tên còn lại thấy vậy thì sợ hãi, vô thức lên tiếng kêu định cứu nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Đinh Dũng đã tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ hắn khiến hắn chẳng thể phát ra nổi âm thanh nào nữa. Rắc, tay Đinh Dũng khẽ dùng lực, cổ tên kia gãy lìa. Đi thôi, Đinh Dũng phất phạt áo, sải bước ra ngoài, tôi dẫn cô rời khỏi đây. Tiến sĩ Trần kinh ngạc, trong ấn tượng của cô ta, những tên bảo vệ này tên nào tên nấy đều có võ công cao cường, còn những dị nhân bị bắt vào đây khi gặp chúng gần như không còn sức phản kháng. Lúc này, bóng người vững chãi tựa núi Thái Sơn của Đinh Dũng in sâu trong tiềm thức của cô ta. Cô ta nuốt nước bọt, không do dự gì nữa, cứ thế đi theo Đinh Dũng. Động tĩnh ở phía này rất nhanh đã kinh động đến những người khác ở các phòng thực nghiệm. Cả toán bảo vệ mặc đồ bảo hộ trắng xuất hiện đuổi theo bọn họ. Đồng thời, cửa chống trộm cũng bị người ta đẩy ra. Người đàn ông trung tuổi được gọi là ngục trưởng cau mày đi tới, bên cạnh ông ta còn có vài tên cấp dưới mặc đồng phục. Có chuyện gì thế? Không phải bảo tiêm cho hắn, dược vật, sao? Giọng nói của ngục trưởng nghiêm nghị. Lời nói của ông ta đến tai những bảo vệ kia khiến bọn họ run rẩy. Tôi tiêm rồi, một tên cấp dưới bên cạnh ông ta gật đầu. Hắn tận mắt chứng kiến Đinh Dũng bị tiêm dược vật rồi, và lại trước đó cũng trúng phản linh đạn, không thể sử dụng được di thuật mới phải. Nhưng thực tế trước mắt thì Đinh Dũng lại đang khỏe mạnh bình thường, hoàn toàn không giống những dị nhân đã bị tiêm thuốc. Hừ, cho dù thế nào thì phải bắt hắn đã rồi mới nói tiếp, ngục trưởng hắng giọng, chắp tay ra sau nhìn Đinh Dũng, lạnh giọng nói tiểu tử, đừng có chuốc vạ vào thân. Giờ cút lại đây quỳ xuống thì tao còn có thể tha cho mày một mạng, nếu không, mày mà để tao bắt được thì tao cho mày sống không bằng chết. Đinh Dũng nghe vậy thì không hề tỏ ra sợ hãi. Anh bật cười, ông cho rằng ông là đối thủ của tôi sao? Ngục trưởng tức tối ra mặt, có điều nghĩ tới vũ khí phản linh đạn của mình mà ông ta lại càng có thêm niềm tin, loại ngu dốt, mày đã không tỉnh ngộ thì đừng trách tao vô tình. Lấy phản linh đạn ra đây, dứt lời, ngục trưởng phất tay. Sau đó có mấy tên lập tức lao về phía Đinh Dũng. Nghe thấy phản linh đạn, Đinh Dũng không thay đổi sắc mặt, chỉ có tiến sĩ Trần đằng sau anh tái mặt, vội kéo Đinh Dũng, hạ giọng nói, phản linh đạn là vũ khí chuyên dùng để đối phó với dị nhân các anh. Anh vẫn nên nhận sai với ngục trưởng đi, nếu mà bị bắt thì bọn họ sẽ giày vò anh đau đớn lắm. Cô yên tâm, tôi nói đưa cô ra ngoài thì nhất định làm được, Đinh Dũng đáp. Ánh mắt ngục trưởng nhìn Đinh Dũng lạnh hẳn lại. Ông ta đảo mắt nhìn sang tiến sĩ Trần, cau mày nói, tiến sĩ Trần, cô có ý gì vậy? Tôi, tiến sĩ Trần há miệng định nói gì lại thôi, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta, ngục trưởng đã nghiến răng nạt lại, cô muốn ra khỏi đây. Cho dù cô muốn ra khỏi đây thì cũng phải tìm một người đáng tin mà gửi gắm chứ. Cô tìm một tên không đáng tin như hắn thì chỉ mang vạ vào thân thôi. Cô là chuyên gia quan trọng của phòng thực nghiệm này, nếu giờ cô biết điều thì tôi có thể tha cho cô một mạng. Ngục trưởng nói đầy ý tứ. Tiến sĩ Trần thoáng qua ánh nhìn do dự, nhưng rất nhanh đã tỏ vẻ kiên định trở lại. Cô ta bặm môi, xin lỗi ngục trưởng, tôi thật sự muốn quay về, thứ lỗi cho tôi không thể tuân lệnh. Được lắm, sắc mặt ngục trưởng tối sầm cả lại. Ông ta nhìn tiến sĩ Trần chằm chằm, hạ giọng nói, tất cả nghe lệnh, bắt hai người bọn họ cho tôi. Vâng, nghe vậy, đám bảo vệ lập tức gật đầu vâng lệnh. Tiến về phía Đinh Dũng và tiến sĩ Trần với vẻ mặt bất thiện. Đinh Dũng thấy vậy thì nhếch miệng mỉa mai. Anh đã tìm đủ chứng cứ nên không cần thiết ở lại đây nữa, thế rồi Đinh Dũng cứ thế ra tay mà xông lên. Lên, bắt lấy hắn, cũng không biết là ai hô lên mà mười mấy tên mặc đồng phục cùng lao về phía Đinh Dũng. Cẩn thận, tiến sĩ Trần bụng miệng thét lên. Đối phương quá đông mà Đinh Dũng chỉ có một mình, sao có thể là đối thủ của bọn họ được? Tiến sĩ Trần sợ hãi đến mức tim như nhảy lên đến tận cổ họng. Tốc độ của Đinh Dũng rất nhanh, chỉ trong phút chốc đã lao vào đám người. Thế nhưng điều khiến người ta không ngờ tới đó là những tên này vốn được coi là đội quân tinh nhuệ bảo vệ phòng thực nghiệm thì lúc này không địch lại nổi một đòn của Đinh Dũng,
cứ thế bay ra khỏi đó toán loạn, ngã nhào ra đất. Chưa đầy 3 phút, tất cả bảo vệ đều ngã dạp ra đất, tên nào tên nấy trọng thương, miệng không ngừng ú ớ rên la. Tiến sĩ Trần bụng miệng, cô ta không thể ngờ Đinh Dũng lại mạnh như vậy. Muốn chết, thấy cảnh này, ngục trưởng phẫn nộ ra mặt. Sau tiếng gằn, ông ta lập tức lao về phía Đinh Dũng với tốc độ vô cùng nhanh, khi xuất hiện trở lại đã đạp về phía ngực Đinh Dũng rồi. Bịch, ngục trưởng còn chưa đạp trúng Đinh Dũng vì ở giây phút cuối cùng, Đinh Dũng đã tung ra một đấm vào thẳng chân ông ta. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lan ra. Không thể phủ nhận tên ngục trưởng này mạnh hơn những tên bảo vệ kia quá nhiều. Thực lực võ đạo đại sư, nếu không phải ông ta gặp Đinh Dũng mà gặp người khác thì có lẽ bọn họ sẽ không thể là đối thủ của ông ta được. Giây phút sau đó, ngục trưởng lùi về sau mười mấy bước mới đứng vững, còn Đinh Dũng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ngục trưởng, phản linh đạn đến rồi, đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng hô, một khẩu súng dị thường được người ta mang đến. Thấy phản linh đạn, ngục trưởng mừng ra mặt, gần như sợ Đinh Dũng xông lên nên ông ta vội nắm lấy phản linh đạn, chĩa họng súng về phía Đinh Dũng mà cười tôi độc, tiểu tử, mày xong đời rồi, chết đi cho tao. Dứt lời, ông ta không hề do dự, cứ thế cho tay vào cò súng. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, viên đạn lập tức được bắn ra ngoài bay về phía Đinh Dũng. Thấy vậy, Đinh Dũng vốn có thể né tránh nhưng anh đã biết được uy lực của nó nên lúc này Đinh Dũng dứt khoát không tránh đi mà để nó bắn vào người mình. Cẩn thận, thứ này có thể kiểm soát thực lực của anh, thấy cảnh này, tiến sĩ Trần vội lên tiếng. Nhưng khi cô ta nói ra những lời này thì đã muộn. Phản linh đạn đã bắn trúng người Đinh Dũng, nó nhanh chóng nổ tung và tạo ra giải chân không giống như hố đen, điên cuồng hút lấy linh lực của Đinh Dũng. Đinh Dũng cười dị thường, anh nhìn ngục trưởng với vẻ mặt mỉa mai. Linh lực trong cơ thể anh không hề bị tác động, anh dễ dàng đi ra khỏi giải chân không kia. Thấy Đinh Dũng có thể ung dung đi ra khỏi giải chân không mà không hề bị tổn thương, ngục trưởng tái mặt. Ông ta chưa từng thấy cảnh tượng thế này nên lúc này không khỏi ngỡ ngàng, sao có thể. Ông ta nhìn Đinh Dũng như đang gặp phải ma quỷ vậy. Tiến sĩ Trần cũng không ngoại lệ, cô ta đã gặp rất nhiều dị nhân nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai như Đinh Dũng. Cô ta là chuyên gia trong phương diện này, thậm chí còn có một phần công lao trong việc chế ra phản linh đạn. Lẽ nào thực lực của Đinh Dũng quá mạnh? Sao, ngạc nhiên lắm à, mấy thứ này đối với tôi mà nói chẳng có tác dụng gì đâu, Đinh Dũng thấy tiến sĩ Trần như vậy thì thản nhiên nói. Nói tới đây, Đinh Dũng lại nhếch miệng lên, vẫy tay, đi thôi, tôi đưa cô ra khỏi đây. Không được để hắn chạy, ngục trưởng tối sầm mặt, vừa nghe Đinh Dũng nói dẫn tiến sĩ Trần đi mà ông ta như nghe tin sét đánh. Ông ta mà để bọn họ rời khỏi đây thì bao tội vạ ông ta phải gánh cả. Nghĩ vậy, ông ta vội phất tay ra hiệu cho những tên còn lại, truyền lệnh của tôi, đem thành quả nghiên cứu mới nhất ra. Ngục trưởng, thành quả nghiên cứu mới nhất còn chưa thử nghiệm thuốc, không thể tùy tiện dùng như vậy được. Nghe ngục trưởng nói vậy, hai chuyên gia khác thay đổi sắc mặt, vả lại, thứ thuốc đó chúng ta còn phải giao lên trên, tới lúc đó cấp trên truy xuống. Nói tới đây, mấy người kia liền im bặt nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu như bên trên truy xuống thì ông có dám gánh tội không? Hay là chúng tôi gánh thay? Hừ, giờ là lúc quan trọng, quan tâm nhiều thế làm gì, ngục trưởng hắng giọng, nhìn chằm chằm mấy chuyên gia này. Những chuyên gia này ngày thường cao cao tại thượng, nếu không phải kiêng dè chức ngục trưởng của ông ta thì có lẽ ông ta đã không coi bọn họ ra gì rồi. Những người này đến giờ phút này còn muốn thoát tội danh. Ngục trưởng, giờ tôi đi lấy, thấy vẻ kiên định của ngục trưởng, người kia không dám do dự nữa. Thành quả nghiên cứu mới nhất, Đinh Dũng sững người, tỏ vẻ hứng thú. Mặc dù anh không biết đó là gì nhưng chắc chắn sẽ là thứ rất thú vị, đặc biệt, khi thấy vẻ mặt bọn họ thay đổi như vậy thì chắc chắn loại thuốc kia sẽ rất đáng kinh ngạc. Chúng ta mau đi thôi, tiến sĩ Trần Dục, thành quả nghiên cứu mới nhất là loại dược vật đặc biệt, được lấy ra khỏi cơ thể dị nhân. Theo dữ liệu của chúng tôi, một khi uống vào thì có thể giống như dị nhân, nhanh chóng tăng tiến thực lực. Nếu ngục trưởng ăn thứ thuốc đó thì thực lực của ông ta sẽ tăng gấp bội, tới lúc đó tiến sĩ Trần tỏ vẻ lo lắng. Thứ thuốc này do một tay cô ta chế ra, cô ta rõ hơn ai hết. Không sao, tôi muốn xem nghiên cứu mới này lợi hại thế nào, Đinh Dũng lắc đầu nói. Nếu có thể có loại vũ khí chuyên đối phó với dị nhân, đối phó với bất cứ một thế lực nào thì đó lại là sự hỗ trợ rất lớn, và cũng có thể coi là quân bài cuối cùng.
nói không chừng, người thân của Đinh Dũng mà gặp phải nguy hiểm thì đã có cách giải quyết. Không phải lúc nào anh cũng bên bọn họ được, còn phản linh đạn cho anh một cảm giác, nếu có thể chế ra một lô mang theo người thì sau này biết đâu có tác dụng lớn. Hừ, không ngờ mày còn chưa chạy, thấy Đinh Dũng vẫn đứng đó, Ngục Trưởng thở phào nhưng vẻ mặt lại tỏ ra coi thường thấy rõ. Nếu Đinh Dũng chạy thì ông ta cũng sẽ không ngăn nhưng hiện giờ Đinh Dũng không chạy, chỉ cần ông ta lấy thành quả mới nhất ra, có muốn đối phó với Đinh Dũng cũng chỉ là chuyện còn con. Đinh Dũng chỉ liếc ông ta một cái, không hề lên tiếng. Còn tiến sĩ Trần thấy vậy thì thở dài. Cô ta đột nhiên thấy hối hận vì đã đi theo Đinh Dũng. Giờ Đinh Dũng làm vậy rất có khả năng kéo theo cả hai người đều không thể ra khỏi đây. Nghĩ vậy, tiến sĩ Trần lại nhìn Đinh Dũng bất lực. Còn Đinh Dũng không phải coi thường loại thuốc này, mà thực sự thì anh đang hiếu kỳ xem nó rốt cục thế nào. Nếu lợi hại thì nói không chừng anh sẽ xin tiến sĩ Trần giúp anh chế một ít, tới lúc đó cũng tiện tăng tiến thực lực cho người dưới mình. Tới bây giờ, thực lực của Trương Bồi Sơn vẫn còn rất kém, cũng chỉ có Kim Vô Đạo và Thổ Bồi là tạm được, vì vậy mà nuôi một đám trợ thủ đắc lực quả là một việc đáng làm. Ngục trưởng, thuốc đây rồi, đúng lúc này, một tên chạy lại thở hổn hển. Tay cầm dung dịch thuốc màu xanh lam. Dung dịch thuốc này trông rất đẹp, chỉ là một lọ nhỏ bằng ngón tay, ánh lên ánh sáng huỳnh quang. Thấy cái lọ này, mặt Ngục trưởng như ngây dại nhưng ông ta đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, gằn lên với Đinh Dũng, tiểu tử, mày dám ở lại, tao khâm phục dũng khí của mày đấy. Yên tâm, lát nữa tao sẽ cho mày được thoải mái, Ngục trưởng bật cười gian dảo, sau đó nhìn sang tiến sĩ Trần, còn cô, dám làm phản. Tôi nghe nói cô có một đứa con gái. Ngục trưởng, ông đừng đụng đến con gái tôi, ông nói gì tôi đều nghe theo hết, xin ông tha cho con bé, điểm yếu của tiến sĩ Trần chính là con gái mình. Nghe ông ta nói vậy, cô ta sợ hãi cầu xin. Thế nhưng ngục trưởng nào nghe theo, ông ta cầm lấy lọ thuốc, mặt mày không chút tình người, tiến sĩ Trần, cô đùa với tôi đấy à? Cô muốn làm phản, bị tôi bắt được mà còn xin tôi đừng ra tay sao? Còn con gái cô, tôi sẽ cho người tới nhà cô cho cô biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Cho con cô biết tất cả mọi thứ đều do người mẹ của nó gây ra. Ha ha ha, ngục trưởng bật cười. Ông tự tin vậy sao, Đinh Dũng chợt lên tiếng, sau đó anh nhìn sang tiến sĩ Trần, nhếch miệng, cô không có niềm tin với tôi vậy sao? Mình anh chết cũng chẳng sao, nhưng tôi có con gái, tôi tiến sĩ Trần mặc dù đã làm mẹ nhưng cô ta hãy còn trẻ. Đối mặt với cú sốc thế này sao có thể bình tĩnh nổi. Cô ta nước mắt ê chề, khiến người khác nhìn mà không khỏi thương hại. Ngục trưởng ở địa lao này thích nhan sắc của cô ta từ lâu nhưng vì mấy người phía tiến sĩ Trần làm theo nhóm, và lại cô ta còn có cống hiến lớn cho phòng nghiên cứu nên ông ta vẫn chưa có cơ hội ra tay. Lúc này thấy bộ dạng thê lương đó của cô, trong lòng ông ta lập tức có ý định mới. Tiến sĩ Trần, muốn tôi tha cho con gái cô cũng được thôi. Chỉ cần, ngục trưởng nói mà trong ánh mắt mang theo vẻ dạo dực, như thể ông ta đã thấy cảnh tiến sĩ Trần đang hưởng thụ vui vẻ dưới cơ thể mình rồi vậy. Thế nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã khoát tay, cười nói, yên tâm, tôi đã nói đưa cô đi thì tôi nhất định sẽ làm được. Hoàng đường, tao xem mày đưa cô ta ra khỏi đây bằng cách nào, thấy Đinh Dũng ngắt lời mình, ông ta cứ thế điên cuồng mở nắp lọ, uống cạn thứ nước trong cái lọ đó. Thứ nước màu xanh biến mất trong miệng ngục trưởng. Hóa thành dòng chảy ấm nóng chảy xuống cổ họng ông ta rồi ngấm vào cơ thể. Trong chốc lát, mặt ông ta đỏ gay cả lên, khí huyết trong cơ thể điên cuồng chảy. Nếu hình dung khí huyết trong cơ thể với biển nước thì lúc này, sau khi chất lỏng kia vào cơ thể ông ta, biển bước bắt đầu dậy sóng, từng đợt sóng dồn dập xô nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.